Cuộc đời con người mình có khi mình lo cho mình nó cũng không có được đó quý vị. Mình chăng thật mình sống cho tốt đi. Cái gì mình làm thiện được thì mình làm, mình cứ chăng thật mình niệm Phật đi. Mình có lo cho mình có khi nó cũng không có được như vậy đâu. Nhưng mà mình chỉ cần tu phước duyên cho thù thắng, phước duyên nó đưa mình đi đến chỗ tốt. Còn nó đã thiếu phước thiếu duyên thì cái làm cái gì nó cũng trở ngại chứ. Cái việc gì nó cũng trở ngại là vì thiếu phước thiếu duyên. Nên trong kinh A Di Đà Phật nói không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về nước kia. Nên chúng ta là con người mà niệm Phật là gương mặt tươi vui này là tạo cái duyên phước thù thắng nhất nè. Con người chỉ cần vui là tạo duyên, tạo phước thù thắng nhất nè. Thí dụ như giờ gương mặt chúng ta buồn đi, người ta vừa gặp mình là đoạn duyên liền. Vừa gặp là đoạn duyên liền vậy đó. Gương mặt mình mà buồn là người ta gặp mình ta nản lắm, người ta không dám gặp mình đâu. Thí dụ như quý vị về đây mà quý vị mà gặp những đức mà thấy những đức nó buồn, ảo não, khổ đau, tràn trề, quý vị về đây để quý vị hốt buồn ha. Hốt buồn đem về nhà ha. Hốt khổ đem về nhà hả? Vì về đây làm chi? Về đây làm vì? Thì nghĩ đi, người ta về đây người ta vui người ta mới về, chứ người ta về đây mà người ta khổ gì làm chi? Hiểu không? Giống như ngày Chủ nhật là đi đến đây để cười đó. Nên nó chán ra khả năng của người mình mà nói mà sâu sâu vào Phật Pháp một chút á, là những đức thấy ngộ ghê luôn nha. Mắt thì khép lại, miệng thì chảy ra. Kinh khủng luôn rồi ơi. Cái kiểu mà mình nói mà mình nghĩ rằng là nói những cái câu mà đi sâu vào niệm Phật rồi này kia mà ngộ. Cái khả năng con người mình nó phải vui vẻ rồi nó mới nghe được nha quý vị. Nghe được là do gì nó vui rồi nó mới không buồn ngủ. Chứ gặp mà nói mà mùi là một chút là mấy chú mấy cô dưới ngồi làm nè. Hiu quý vị làm à? Sao nghe nữa? Hiu rồi sao mà nghe? Mà khi con mắt mà nó hiu là cái miệng mình nó làm nè. Có những cô buồn ngủ quá mà chạy nước miếng ra nữa. Nó chạy ra tới đây nè cái đầu. Trời ơi, không có đơn giản đâu vậy. Con hươu mà nó ngủ gục là nó ghê lắm. Nó rất là ghê gớm, quý vị biết không? Nên từ nơi đó đó mà cái vui là cái quan trọng. Mà khi mà nó vui lên cái tự nhiên mặt nó hồng hào lên nè. À, khi mà nó nghe mà nó giống như nó bị tra tấn mà nó buồn ngủ là mặt nó xanh xao lắm. Nhìn xuống thấy xanh lè lắm đấy. Mắt gì, miệng gì. Nghe phá bây giờ niệm Phật an lạc. Và cái mặt gì an lạc quý vị? Mà nó ngộ lắm nghe, nó giật giật kỳ cục lắm nha. Quý vị ngồi kế ai mà cửu gục, quý vị để ý đi. Nhìn chứ đây có khiều. Khiều thì cũng phải báo trước nghe chưa. Khiều nhiều bà bà cũng là bồ đề gai bà nổi lên vậy, bà lấy gai bà đâm quý vị đó. Chứ không có đơn giản đâu, trời, con người mình cái ngã lớn lắm. Tiên ngồi ngủ gục vậy đó mà quý vị khiều các cái bà làm nè. Khiều cái nữa. Ý nói là sao phải không? Ngủ đâu ngủ. Nghe pháp nhắm mắt vậy đó, ngủ đâu ngủ, khiều hoài. Lo bà đi. Thấy không? Nó sanh phiền não chứ không giỡn đâu, mắc cỡ. Ngủ thì người ta khiều thì mở mắt ra đi. Đang ngủ rõ ràng người ta khiều một cái. Làm bộ như thanh tịnh. Khiều thêm cái nó mở mắt ra. Đủ rồi đó nghe. Bà nghe chưa chắc bằng tôi đâu. Nãy giờ từng câu từng chữ thầy giảng lọt vô lỗ tai hết rồi đó. Cái cách phong cách của tôi nghe pháp vậy đó. Mỗi lần nghe pháp là con mắt nó trợn trắng lên vậy đó được không? Đây là phong cách mới. Thấy không? Chứ không có đơn giản nha quý vị. Từ nơi đó mà làm sao mà nó giảm ngủ gục thì là tức khắc là nó an vui. Ngủ là mê mà quý vị. Có ai nói mê mà vui không? Nên ví dụ như thà chúng ta giờ ngủ là chúng ta nằm ngủ thì thấy nó cũng là cho cơ thể nó nghỉ ngơi đó quý vị.
Nhưng mà lúc làm việc, là lúc đang nghe hay là nghe pháp hay niệm Phật hay tu, đang làm việc mà nó ngủ thì nó khổ lắm. Vì nó ngủ mà dở dở ương ương, đúng không? Ngủ dở dở ương ương. Cái ngủ dở dở ương là khổ lắm nghe. Thí dụ như mình ngồi mà dở dở ương ương cái gì thấy không? Dở dở ương ương là ương ương nè. Mở mắt ra mà dở dở. Thấy không? Đó, nên chút đi. Tu xong hết trơn á, ăn cơm xong rồi người ta cho ngủ. Nó cái giờ này là cái giờ không đơn giản quý vị, cái giờ này là cái giờ mà nó lạ lắm á. À, nên từ nơi đó đó mà nói chuyện phải vui, như ngày chủ nhật mà vui vẻ thì tự nhiên nghe được. Nó nhưng nhớ nè, muốn có cái niềm vui được đặc biệt mà nó có cái pháp vị nằm bên trong là phải niệm Phật nó mới có vui được. Hiểu không? Có nghĩa là nếu cái niềm vui mà nó không có tu hành và niệm Phật thì chắc chắn cái niềm vui này là nó lạc lối liền, nói chừng á. Cái niềm vui mà nó không có tu hành niệm Phật nghe pháp là tức khắc nó giúp cho quý vị vui lạc lối. Còn cái niềm vui mà từ cái pháp vị thì nó đưa thẳng quý vị vào cái chỗ giải thoát an vui là pháp vị. Mà niềm vui của pháp vị á, cái vị của pháp á, nó có thể giúp cho quý vị tiêu trừ những cái mà chằng cấu trong nội tâm. Chằng là dính mắc, cấu là phiền não. Nó dính mắc cái cõi đời này rồi nó sanh phiền não. Con người mà nếu mà cái cõi đời này nó trói buộc được mình mà thường sanh phiền não, vì thì cuộc đời quý vị sống là thực sự mà nói vô nghĩa lắm. Sống vô nghĩa lắm. Và khi con người mình mà nói phiền não mà tràn trề rồi đó nghe, trời ơi quý vị giống như là lúc nào nó cũng dự trữ một bọc phiền não bên cạnh. Quý vị coi, phải có những giây phút mà nào đó mà mình đã từng phiền não mà tràn trề không quý vị? Nghĩa là ai chỉ cần mà đụng tới quý vị một cái là được rồi đó nghe. Mà giống như mà buổi sáng mà gọi là tới giờ mà lấy tiền đi chợ rồi đó, mà vô mà lấy tiền bạc rồi là quý vị cũng quay, quý vị sực lên đó, hỏi tiền cũng sực nữa. Nó rồi đưa tiền thì cười, mà lấy tiền thì khó chịu, phải không? Nó không đơn giản. Nói đây là dính mấy bà nhiều lắm á, nhất là mấy bà ở nhà mà cầm tiền cầm bạc á, phải không? Mà cái kiểu mà cứ là con cái nào là đóng tiền học, nào mua đồ đạc, rồi ông chồng thì cần tiền buổi sáng, tiền á, dễ sân si lắm á. Viết rồi nó tạo thành một cái chằng cấu nặng nề, nó cuộn một bọc để một bên, bọc chằng cấu một bên vậy đó. Nó giống những Đức nói mà có những cô mà giống như bên cạnh là buộc bịch nước mắt vậy đó. Có những cô đi đến đây nè, khổ mà đến cái mức mà giống như là cuộc một bịch để một bên vậy đó. Một bịch nước mắt, một bịch khổ của hai bên. Vì chỉ cần hỏi cái gì cái là là tư khắc nước mắt chan 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 ấy. Trời ơi, vừa nói cái gì cái là nước mắt chan 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 chan. Đức nói đúng rồi, cô buộc bịch nước mắt bên cạnh mà buộc cao lắm, nên chỉ cần mở qua nhẹ là chạy. Trời ơi, nó khổ gì đâu mà ghê vậy quý vị, thấy không? Còn con người mình khi mà vui rồi nghe quý vị, kiếm một giọt nước mắt thì sao có được. Nên niềm vui là nó xóa tan những nỗi khổ đau của cuộc đời, hiểu không? Nên thí dụ như bây giờ dù là vợ chồng đi chăng nữa, nhưng mà nghe đạo là nó mới có cái niềm vui lâu dài. Vì nghe đạo nó điều tiết cho cái niềm vui của mình, nó không có phải là gấp gáp. Cái niềm vui mà gấp gáp là nó mau đến chỗ khổ đau á. Cái niềm vui mà trong Phật Pháp là nó điều tiết cho mình rất chậm, điều tiết từ 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 từ. Giống như bị leo thang, leo từng mắt, từng mắt, từng mắt, từng mắt, từng mắt vậy đó. Còn nếu như mà không học Phật Pháp là niềm vui của quý vị giống như là quý vị bước lên ta, quý vị chạy 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 ịt, rất vui. Còn cái niềm vui trong Phật Pháp là nó giúp cho quý vị ngấm ngầm vui từ từ. Niềm vui nó có cái sự điều tiết từ từ, chậm chậm, chậm chậm. Ví dụ như giờ đôi vợ chồng mà nghe Phật Pháp đi, dù người ta có thương, người ta cũng không có thương quá đáng như đôi vợ chồng mà không nghe Phật Pháp. Đôi vợ chồng mà nó không nghe Phật Pháp, cái niềm vui của nó thương, nó thương lạ vậy lắm, thấy không? Thương mệt lạ luôn á. Nghĩa là nó thương quá đáng, nó thương gấp gáp, rồi nó cũng đi đến cái chỗ là chán nản rất là mau, hiểu không? Còn cái người mà nghe đạo là cái tình thương của họ nó rất là từ tốn.
Họ không có như cái người mà không biết tu. Thí dụ như người không biết tu đi, thương vợ, thương chồng đi, dù là chạy xe ngoài đường đi chắc nữa cũng nắm tay nắm chân, rồi cũng là hung vợ mình giữa đường giữa xá tùm lum tùm la, đúng không? Đó là do không nghe Phật pháp. Thì cái tình thương như vậy nó gấp gáp quá, nó thương quá gấp gáp, nên cuối cùng nó dễ xảy ra vấn đề là chán nhau và đi đến cái chỗ ly dị. Còn cái niềm vui trong Phật pháp thì nó điều tiết đúng nơi đúng chỗ, hiểu không? Có nghĩa là nơi nào thương thì ra thương, còn cái nơi nào mà bình tĩnh rõ ràng ra rõ ràng bình tĩnh, chứ nó không phải là chỗ nào nó cũng thương tùy tiện được. Quý vị phải chạy xe ngoài đường, quý vị có thấy đôi khi những cặp vợ chồng đồ, có những cặp yêu nhau đồ mà nó không nghe đạo, đã vừa chạy xe ngoài đường vừa vuốt ve giữa đường giữa sáng, đang vừa chạy xe mà vừa ôm ấp, có khi thằng này vừa một tay thì chạy xe còn một tay thì nắm tay bồ, nắm tay vợ, hoặc là vuốt ve cái chân của vợ nữa chứ, bà bằng kiếp á, có gì nữa mà. Từ nó ngày xưa người ta trên thành phố người ta biết mà, người ta nhìn thấy mà. Rõ ràng mà, thấy không? Nên từ nó đó quý vị coi, có khi mà gọi là chạy xe mất thăng bằng rồi, quay lại đùng vô bệnh viện nằm, xong mai mốt khỏe 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 lại chút cái bắt đầu là nói tại em mà anh bị đụng xe. Cái răng này bị rụng là tại em đó, thấy không? Tại em cái gì, tại anh đó. Không có tại anh mà tại hai người luôn, thấy không quý vị coi không? Nên trong Phật pháp á, khi nghe Phật pháp rồi cái tình thương con người nó đến với nhau, nó từ tốn, tình bạn nó cũng rất từ tốn, chứ không phải là như cái người mà không nghe đạo vừa gặp người ta một cái là nó cảm thấy nó vừa kết một cái là tự nhiên cái gì nó cũng chút ra hết. Sớm quá, hiểu không? Sớm quá. Còn trong Phật pháp thì nó giúp cho bị từ tốn, nó ngấm ngầm từ từ. Nó nhớ đó, mình học Phật rồi á nó mới có cảm giác được vậy, nó lâu dài. Bây giờ quý Phật tử ngồi đây suy nghĩ đi, phải là chúng ta biết với nhau mấy năm giờ mà nó rất là tồn tại không? Nhưng Đức nhìn xuống gương mặt quen nhiều lắm chứ. 5-6 năm nay luôn mà vẫn còn gặp nhau nè, không có chia tay phải không? Chứ nếu như mà nhận Đức mà gần gũi với quý vị mà nói chuyện đồ nhiều là nó đã xa nhau rồi. Thí dụ như giờ những cái phái đoàn rồi đi đến đây cộng tu, quý vị thấy mà chúng ta có thể đến đây cộng tu có khi lâu dài được. Vì sao? Chỉ đến cộng tu thôi, rồi xong á đi về. Chứ chúng ta không có ngồi on đơ nói chuyện hoặc là đi đâu chung với nhau, hiểu không? Nên từ nơi đó mà nó có cái cảm giác khi ngồi nghe chia sẻ Phật pháp. Chứ nếu nó đi chung với nhau, ăn uống chung với nhau, nó gần gũi nhau nhiều quá giết nó không có còn muốn nghe nữa, thì nó không có còn những gương mặt quen ngồi đây lâu được đâu. Nên thà từ tốn mà chúng ta đến với nhau lâu, hiểu không? Đến với nhau lâu dài rồi nó mới hiểu nhau, hiểu nhau rồi mới đi cả cuộc đời này. Hiểu chưa? Nó phải từ từ nó hiểu nhau mới được. Nên ví dụ như nam nữ còn trẻ gì nữa, đến với nhau yêu nhau nó cũng phải từ tốn để tìm hiểu, rồi đưa ra một cái quyết định là nó trả giá cả cuộc đời chúng ta, không có được gấp gáp. Trong đây cũng có nhiều những người trẻ nè, đừng nên gấp gáp. Gấp gáp là rất dễ khổ đau, biết không? Nhiều người là do gì gấp gáp đó. Dù những người nữ trẻ ngồi đây đi, mình đến với một chàng trai mình cũng từ tốn, đừng có gấp gáp. Chứ không phải là mình nói là tội nghiệp, tội nghiệp mai mốt á, nó chưa chắc là nó tồn tại đâu. Phải suy nghĩ cho thật kỹ khi mình quyết định một cái việc gì đó, đó nó mới được, nghe không? Nó mới tồn tại được lâu dài chứ. Đó, nên những điều mà những Đức chia sẻ cho quý vị nghe gì nè, ngay cái pháp môn tịnh độ này mà nó phát triển ra đó, ngay câu Phật hiệu này mà nó phát triển ra đó. Ồ, những Đức để ý rất rõ ràng quý vị ơi, ngộ lắm. Cái người mà lão thật niệm Phật lạ lắm quý vị ơi. Bây giờ quý vị mà bỏ những Đức vô cái chỗ nào mà có nghi lễ gì một chút, hoặc có những lời mà văn tự mà trao chuốt một chút thôi, quý vị coi những Đức cái mặt như Đức nó ngu cũng như là cái thằng khùng vậy đó, 100% luôn. Đây là chính những Đức kiểm, những Đức mà cặn gì. Bây giờ những Đức nói thật lòng là quý vị khỏi cần nhìn cái mặt như Đức, cái tâm những Đức biết lúc đó nó như là một thằng khùng không biết một cái gì luôn. Đức nói ủa kỹ vậy, sao tự nhiên mình đóng băng luôn, mình không biết một cái gì luôn vậy đó. Trong khi mà ngồi trước công chúng nói chuyện thì thôi, nói thao thao bất tuyệt, mà chính Hòa Thượng ngài nói ông nói chuyện, cái cách nói chuyện của ông mà cái nghi lễ gì mà ông không biết. Nhưng Đức nói Hòa Thượng ơi, trời ơi con nói thật lòng á,
Nếu mà kêu con mà nói lời cảm ơn như trong mà gọi là nghi lễ này kia rồi, các vị mà nói đi cho tôi ngồi chứ đố mà tôi mà nói được một câu gì luôn á. Mà lúc đó quý vị biết rằng cái tâm những đức nha quý vị, hình như là nó đóng băng hoàn toàn lại luôn, không biết một cái gì nữa hết trơn quý vị. Nói một câu cũng nói không được nữa, ngộ vậy đó. Cái nơi nào mà nghi lễ, cái nơi nào mà hình thức là những đức đi đến đó chỉ có ngồi được thôi và niệm Phật thôi. Chứ ngoài ra những đức không có nói được một câu gì hết trơn á. Cái này là nói rất thật lòng 100% luôn đó. Nếu mà những đức đi đến cái chỗ nào là nơi đó chỉ có niệm Phật thôi thì những đức phát triển dữ lắm. Còn nếu như đi đến nơi nào mà cái nơi nào mà nghi lễ cái này cái kia, hoặc là những lời mà cảm ơn trong Phật Pháp rồi nói này nói kia mà nói như lời trao chuốt đó, những đức không nói được. Không có nói được. Thí dụ như quý vị cho những đức nói những câu của cái Pháp Thế gian mà kết hợp trong Phật Pháp thì những đức nói được. Thí dụ như nói những lời cảm ơn quý vị, hôm nay quý vị đi đến đây, chúng ta cùng chung tay để mà hỗ trợ nhau để mà tu hành, hỗ trợ nhau những ngày lễ, những đức rất là cảm ơn quý vị nghe. Vậy thì nói được, nói những câu vậy thì những đức nói được nghe. Mà ngoài những cái văn tự như vậy, mà những văn tự trong Phật giáo mà người ta dùng mà những câu mà trao chuốt là những đức chịu thua, đóng băng liền cái đầu lại, không biết một cái gì nữa hết trơn quý vị. Ngộ thay, cái người mà niệm Phật nó lạ vậy đó. Còn cái lúc mà tự nhiên để những đức phát huy về, để tự nhiên những đức đi, thì tự nhiên những đức cái gì cũng nói được hết trơn. Nói hoài nó cũng không hết nè. Nó lạ lắm. Thì ra là pháp môn tịnh độ này á, là cái người mà đơn giản chừng nào thì càng thâm nhập tịnh độ chừng này, càng đơn giản chừng nào thì càng niệm Phật được chừng này. Nên quý vị mà người niệm Phật mà càng ít văn tự, chỉ càng có tín nguyện, đã tin rồi thì cứ bổ túc hoài cái chỗ niệm Phật thôi. Vậy thì nó ngấm ngầm quý vị tu tịnh độ này, chắc chắn quý vị thành công và có hương vị liền. Chính những đức 11 năm nay nè, những đức bổ túc ngay cái chỗ niệm Phật và sống làm sao đơn giản nhất. Nên những đức càng tu thì càng đơn giản, càng tu những đức càng đơn giản, càng muốn càng đơn giản luôn. Đơn giản cũng như là đang giỡn vậy đó. Nó như vậy đó thì tự nhiên mình thấy nó vui vẻ, nó an lạc vô cùng. Quý vị biết rằng nghe, Đại Lão Hòa Thượng á, ngài vừa mới mắt nè, ngài Thiện Huệ á, trời ơi, ngài hoan hỷ lắm quý vị ơi. Giống như một ngày ăn có một chút xíu cơm buổi trưa, ai mà đem đồ ăn đồ cho ngài là ngài gọi mấy cái chú thị giả hay sao, các huynh ăn cái tôi miếng đi, ăn cái tôi miếng đi rồi tôi mới ăn được, tôi có phước gì đâu mà phục vụ tôi. Có nghĩa là cuộc đời của ngài sống nha quý vị, cái gì mà không làm phiền người ta là không bao giờ làm phiền ai hết trơn á, không có làm phiền ai chứ, dù là 90 mấy tuổi. Cái gì làm được là tự làm, thay tả đồ được, thay quần được là tự mình làm hết trơn, không bao giờ mà làm muốn làm phiền ai hết trơn quý vị. 98 tuổi mà vậy đó, trước đó một ngày tỉnh veo, nói chuyện vui vẻ bình thường. Mà cái chú thị giả ổng nói nghe quý vị, hòa thượng ngày nói trước 3 ngày, 3 ngày nữa tôi chết. Nói vậy đó, nói thị giả. Mà có nghĩa là hòa thượng vừa nói mà vừa vui á, nên thị giả ổng nói chắc hòa thượng ngày nói vui vui hay sao. Đúng ngày thứ 3 ngày đi, mà quý vị biết rằng ngày đến đạo tràng niệm Phật, ngày đã nói rồi mà, nó ngày đi mà, ngày đi ở ngay đạo tràng niệm Phật này mà. Nên quý vị biết rằng là cái con vua hòa thượng là biết ngày giờ đó quý vị, biết ngày giờ đi đó. Thì nhớ nghe, những đức kiểm nghiệm qua cái chỗ này nghe, cả hòa thượng Hải Hiền cũng vậy, thị hiện khi ra đi là không có nói mà cái kiểu mà như là chư tổ sư ngày xưa mà hôm nay tôi đi rồi chào quý vị nghe, không có, bây giờ không có thị hiện gì nữa quý vị. Tại vì sao? Quý vị phải hiểu nè, cái căn cơ chúng ta, những đức nói chuyện quý vị có đau chân thì cứ thẳng chân ra không sao đâu nghe. Cái căn cơ chúng ta bây giờ nghe, nó không có đạt tiêu chuẩn như căn cơ ngày xưa. Mà nếu thị hiện là niệm Phật rồi hẹn ngày đó đi rồi chào mọi người tôi đi, như vậy thì nó đoạn cái duyên của chúng sanh bây giờ, đoạn cái duyên của chúng sanh bây giờ. Vì cái khả năng mà làm được như vậy, người ta chấp vào chỗ đó, người ta nói phải như vậy mới giảng sanh. Vậy thì mấy người làm được? Cái người mà ta biết ngày giờ, mà ta nói ngày đó người ta đi đó, là công phu người ta sâu lắm. Dù là có được như vậy đi chăng nữa cũng là đùa đùa giỡn giỡn,
Khi đi rồi thì người ta mới lý luận lại cái chuyện đó thôi. Chứ các ngài không có thể hiện gì. Thì vì sao? Vì nếu thể hiện như vậy thì nó cao quá. Mà nó cao quá như vậy người ta làm không có được. Mà đã làm không được thì con người ta nó chấp nói rằng giảng sanh là phải như vậy đó mới giảng sanh. Phải đi là phải chào mọi người, đó mới giảng sanh. Và Thượng Tịnh Không này cũng giảng, chào mọi người là chắc chắn, đây là bậc thượng. Nói bé mé là bậc trung. Chúng ta là bậc hạ, vẫn bị bệnh đau nặng nề, tâm thức vẫn niệm Phật được. Dù miệng không niệm nhưng trong tâm niệm lúc đó Phật trước, chúng ta biết, chúng sanh không biết. Bậc hạ của chúng ta vẫn có bệnh đau. Quý vị đừng bao giờ chấp vào cái chỗ người niệm Phật mà cuối cuộc đời bệnh đau khổ như vậy sao vãng sanh. Nhớ, sự bệnh đau là của thân tứ đại, sự tiếp dẫn là nguyện của Di Đà. Phải nhớ đó nghe. Từ nơi đó thì chúng ta tu, chúng ta mới cảm giác mình có phần. Cái này là cái lý luận rất là rõ ràng quý vị à. Vì Phật Pháp nó phải đi cùng với thời đại, làm sao thời đại để nó phù hợp, để áp dụng vào trong cái nhân sinh con người, của cái tâm con người đang sống trong cái hoàn cảnh đó chứ. Chứ bây giờ cái căn cơ của người mấy trăm năm về trước, quý vị coi với cái căn cơ con người bây giờ, nó một trời một vực á, làm sao mà so sánh được quý vị. Cái thời bây giờ con người nó vật chất nặng nề quá, nên cái tâm con người nó kém xuống, vọng tưởng nó nặng lên. Còn cái người của mấy trăm năm về trước là vật chất nó chưa phát triển gì mấy, nên con người tâm vẫn thanh tịnh nhiều. Tâm thanh tịnh thì đi vào sức định sâu hơn, sức định càng sâu thì sự giảng sanh nó càng đặc biệt hơn, thấy không? Còn mình bây giờ thì bị coi tạp loạn mà, sống trong cõi đời tạp loạn mà quý vị. Đó, nên quý vị đừng bao giờ mà mất lòng tin với mình, nghe không? Mình niệm Phật mình có phải có lòng tin với mình, có lòng tin với Phật. Lòng tin là mình niệm Phật sẽ được giảng sanh. Phải nắm như vậy đó, là người có tính tâm kiên cố, không bao giờ bỏ con tịnh độ đâu. Bây giờ nói chi cao xa, chúng ta niệm Phật là chúng ta thấy an vui rồi, nói chi cao xa. Nhưng Đức mỗi ngày, những Đức nói rằng trời ơi, nói chi cao xa, giảng sanh gì. Cuộc đời ngoài đời là tôi cầu tìm niềm vui, còn tôi còn chưa có, nên bây giờ tôi niệm Phật tôi vui. Rồi tôi cầu làm thiện, tôi còn chưa đi làm thiện được, bây giờ tôi đã được làm thiện. Làm điều ác ít, làm điều thiện nhiều, vậy là quý rồi, đúng quý vị? Đó, quý vị suy nghĩ đi bây giờ á, thằng hiền của ngày xưa và thằng hiền bây giờ, quý vị suy nghĩ rằng thằng hiền bây giờ vẫn là ngon chứ, thấy không? À, trời ơi, nói chi cao xa. À, bây giờ chúng ta ngồi ở đây, bây giờ những đứa không biết tên quý vị nghe, nhưng mà bây giờ quý vị coi anh A anh B của ngày hôm nay và anh A anh B của ngày xưa chưa học Phật sao? Quý vị kiểm vậy thôi thì quý vị thấy học Phật là tốt rồi. Rồi chị C, chị D hiện tại ở đây, và chị C, chị D của ngày xưa, kiểm đi. Quý vị tính chi cái chuyện cao xa xa vời chi ạ? À? Sao không sống trong cái hiện tại này cho nó tốt đẹp đi? Chính Nhân Đức chỉ nhìn vậy thôi, Nhân Đức thấy ô, Phật Pháp tốt quá. Phật Pháp đã cho Nhân Đức được cái điều quá tốt đẹp rồi. Quý vị coi ngày xưa Nhân Đức, mỗi ngày của Nhân Đức là cái gì biết không? Làm xong chưa rảnh không ngủ nghe, uống cà phê. Trời ơi, làm nguyên một buổi mệt quá trời luôn, buổi trưa đi uống cà phê ngồi nghiêu ngao vậy đó. Còn nếu không thì đi nhậu, nhậu buổi trưa luôn, ngồi uống bia. Xong rồi cũng biết nhìn đồng hồ đang giờ gì làm á, nhậu xỉn, nhìn đồng hồ, đồng hồ bị gửi, thôi về đi làm thôi, về không làm mà chủ cái đuổi chết luôn. Về nghiêu ngao xỉn rượu làm việc, trời ơi. Rồi bắt đầu làm việc tới chiều rồi tỉnh lại, làm tới chiều tỉnh lại nghe, tỉnh lại bắt đầu là đi tắm, đi tắm bắt đầu nó hả hơ rượu đồ ra nhẹ, bắt đầu là điện thoại mấy bạn nhậu tiếp tục ca tối. Quý vị coi thằng hiền ngày xưa nó vậy đó. Còn bây giờ quý vị gặp thằng hiền bây giờ nó có bữa nào nhậu không? À, có bữa nào nhậu không? Cái này là nói đơn giản nhất, tôi không có suy nghĩ tôi là ông thầy. Tôi chỉ suy nghĩ rằng tôi học Phật là được cái lợi ích vậy thôi, tôi nói cho quý vị nghe. Quý vị thấy Phật Pháp hiện tại là rõ ràng xác thực, lợi ích không? Lợi ích thiện đời rõ ràng, thấy chưa? Vì nói chi cao xa. Nhưng Đức thấy có những người chúng ta học Phật chúng ta cao xa quá à, cao xa quá, không nhìn cái hiện tại gì hết trơn á. Rồi quý vị coi thằng hiền ngày xưa nó nói được mấy người nghe,
Nó nói được mấy người nghe. Những đức nói thật lòng với vị nghe nè. Những đức ngày xưa, những đức ăn nhậu mà mắc uy tín. Chứ đúng ra người những đức nó cũng là vui vẻ và nói chuyện người ta cũng nghe lắm. Nhưng mà do ăn nhậu mà mắc uy tín. Ăn nhậu xỉn sai mà mắc uy tín quý vị. Lầy quá mắc uy tín. Mượn tiền người ta cho mượn, người ta sợ, người ta mình không trả lắm. Những đức nói thật lòng nha. Bây giờ mà những đức mà nói mà mượn tiền chắc ngon lắm á. Nó thật lắm quý vị à. À, mở miệng ra một tiếng thôi, khỏi nói mượn à, không có cần nói mượn gì hết trơn á. Là có nhiều lắm chứ không giỡn đâu vậy thầy. Phải là lợi ích hiện đời không? Phải rõ ràng lợi ích không? Đây là cái chỗ mà những đức muốn nêu lên cho quý vị thấy rằng người này chỉ có niệm Phật thôi à, đã chuyển rõ ràng. Những đức làm được thì quý vị làm được à. Ví dụ như giờ nhiều chú nhiều cô ngồi ở đây chưa đến nỗi hư như những đức ngày xưa đâu. Những đức thấy là những đức hư thiệt, lầy thiệt á quý vị. Những đức hư lầy, lầy lội thiệt á. Những đức ngày xưa những đức hư hỏng, rượu chè be bét, xài tiền phí phạm, gái gú bậy bạ, nó đều có hết. Gái gú bậy bạ đây là những đức muốn nói cho quý vị nghe là già không bỏ, nhỏ không tha, si đa cũng lụm. Thật lòng đó à, lụm láng hết luôn. Nhậu xỉn vô là Em già ở đâu đến đây vậy? Cho vị biết đó, à, nó lầy đến mức như vậy đó. Quý vị coi một con người như vậy học Phật còn được mà. Nếu như những đức đời này mà không có một ông thầy nói chuyện gì thì quý vị biết người ta nghĩ Phật Pháp chắc là cao lắm. Con người phải thiện căn dày lắm mới học được Phật Pháp quý vị à. Cái thiện căn chúng ta không có nói gì đó là nó ngoài cái sức tưởng tượng của chúng ta. Mà chúng ta thấy cái hiện đời là con người này hư như vậy mà vẫn học Phật được thì quý vị biết Phật Pháp từ bi đến cỡ nào. Có những người nói tha hồ mà làm ác rồi cuối cuộc đời niệm 10 câu Phật hiệu giảng sanh dễ quá. Như vậy thì về thế giới cực lạc chắc quậy banh chành thế giới cực lạc luôn quá. Nói chổng chổng, nói tầm bậy. Cái người mà làm ác cực kỳ luôn mà cuối cuộc đời niệm được 10 câu Phật hiệu. Vì nói cái người này tầm thường lắm hả? Ông Trương Thiện Hòa đồ tể sát sanh hại vật, cuối cuộc đời tướng địa ngục xuất hiện, người đầu châu đầu bò xuất hiện. Mà thiện chí thức lúc đó ở đâu mà xuất hiện thiện chí thức kỳ cục như vậy? Vị ngồi bình tĩnh suy nghĩ đi. Vậy mà lúc đó tự nhiên có người xuất gia xuất hiện. Mình nghĩ chắc người xuất gia này chắc Bồ Tát xuống quá à. Mà Bồ Tát chỉ cần nói một câu thôi thì quan gia trái chủ biết hết trơn chứ làm sao. Công nhận không? Mà Bồ Tát này xuất hiện là do ở đâu ra? Là do cái túc duyên của ổng nó dày quá trong vô lượng kiếp. Mà chiêu cảm là duyên lúc này ông này chỉ cần đến đây khai quật một chút thôi là ông này có thể hoàn toàn đầy đủ thiện căn để niệm có bậc hiệu rồi. Người ta dựa vào chỗ đó để mà phiên mình niệm Phật á. Chứ có những người người ta bài xích, ta nói vậy nè: trời ơi, ác niệm Phật cũng giảng sanh, hung ác niệm Phật cũng giảng sanh, bất hiếu với cha mẹ, làm điều bậy bạ niệm Phật cũng giảng sanh. Vậy thế giới cực lạc chắc loạn quá à. Họ nói chổng chổng, họ nói tầm bậy. Cái người này á, lúc chưa tu như những đức lúc chưa tu hung ác bậy bạ. Xin thưa quý vị, có một lần những đức nhớ nè, những đức chạy xe đường Bến Lức á, những đức nhậu xỉn nè, chở thì một bạn đi nhậu về thành phố. Chạy xe lúc đó cái đường nó trơn trượt sao không biết. Chạy chiếc xe thắng một cái, nó thắng là do cái thằng kia nó xẹt ngang. Mà cái thằng này là cái thằng đi học quý vị, sinh viên á. Mặt sinh viên nó hiền, còn mình là cái mặt của thằng điên nên nó dữ. Thằng đi sinh viên nhìn đức còn nhớ rõ ràng quý vị, nó chạy chiếc Vây Alpha màu đỏ. Những đức thì chạy chiếc Excel tay ga. Quý vị biết rằng là những đức đang chạy vậy, nó xẹt ngang thắng một phát, nó té một phát, nó kéo mà gọi là mười mấy hai chục thước. Vậy mà những đức đứng lên không có bị gì nha. Mà trong khi cái đường Bến Lức quý vị biết xe hàng cỡ nào, mà té một phát là tự nhiên xe hàng lúc đó không có xe nào chân á, đứng lên dựng xe vô lề hết trơn rồi xe hàng mới chạy tới. Đúng cái số ghê không, lạ chưa. Nếu mà lúc đó mà xe hàng chạy đến thì bây giờ chắc những đức là cô hồn quá chứ sao ngồi để nói chuyện với quý vị hả. Hay là cái số người không chết không,
mà bao nhiêu lần nhà nước té xe đi quý vị, cứ là ngay vùng binh ngã tư thành phố, trong khi xe nó trộn đầy vậy mà nhà nước chỉ cần té xuống một cái là không có xe nào chừng. Té là không có xe mà nhà nước dựng xe lên là mới có xe, hoặc lết vô bờ ngồi thì xe nó chạy tới ao 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 đến, phải không? Hay cái số con người không chết không quý vị, cái số con người mà không chết thì bị quýnh, bị đá xin nê nó cũng không chết. Còn cái số nó đến chết rồi bị búng cái nó cũng chết, kỳ cục như vậy nó té nhà cũng chết, hiểu không? Đó, quý vị biết rằng á, té xe một phát nha, đứng lên một phát dầu nó tức mình gì đâu, chiếc xe mới vừa sửa lấy lọc đi chơi, vừa sơn phết rồi lại vừa dán keo đồ này kia, độ cái xe ngon lành chạy, nó thắng trước mặt mình, nó làm bể cái đầu xe, xe mà xe xe sửa cái đầu khó vô cục, xe đó cái lậu xe mà nó kiếm mà mấy cái mà đồ đạc đó mà sửa khó, cái lậu xe nó ăn xăng ác đạn. Thì biết rằng những đứa cầm cục đá là những đứa nói mày chạy ngang xe tao làm bể cái đầu xe tao, khỏi cần đền tiền gì tao đập cái đầu xe mày lại, cầm cục đá lên đập đầu xe bóp 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 đập bể đầu xe nó luôn, quýnh nhỏ thì mấy cái lên xe đi về, hung dữ ghê không? Vậy coi một con người hung dữ, đó là nói cái hung dữ của ngày xưa chưa tu. Ngày xưa không có tu gì chứ mà, không có tu gì thì quýnh lộn đồ nhậu nhẹt hơn thua, thủ đoạn đủ cách vì sao? Vì mình nghĩ rằng mạnh thì hơn, mình phải mạnh chứ, phải tìm mọi cách để thủ đoạn. Vì quý vị biết rằng là cái tâm ác nó vẫn là có một cái pháp quy của ác quý vị. Quý vị coi phim hay là coi chuyện, quý vị coi phải là ác nó có pháp quy của ác không? Ác nó cũng thông minh cực kỳ, bọn nó suy nghĩ đủ cách, thiện và ác nó phải đối đầu nhau đó, quý vị công nhận không? Thì cái lúc đó nó ác cực kỳ ác, thì nhà Đức ví dụ như cho quý vị nhận thức là cái lúc đó chưa tu nó ác cực kỳ như vậy. Người ác niệm Phật cũng giảng sanh, là nói cái chuyện lúc đó quá ác mà người này gặp được Phật pháp, người này niệm Phật. Từ khi người này niệm Phật thì bắt đầu người này đoạn ác, đẩy cái ác qua phía sau lại, câu Phật hiệu hướng về phía trước. Ác niệm Phật cũng giảng sanh là do từ khi niệm Phật đoạn ác, tu thiện niệm Phật giảng sanh. Ta nói vậy chứ làm gì có cái chuyện trong cái lúc niệm Phật đó chửi cha mắng mẹ, quýnh vợ quýnh con, rồi niệm Phật cũng giảng sanh Phật rước. Nó làm gì cái hành động của con người niệm Phật giảng sanh mà đi đánh cha đánh mẹ, chửi vợ chửi con quýnh cái, làm điều bậy bạ, bao nhiêu điều tội lỗi đều làm hết. Làm gì người niệm Phật giảng sanh mà có cái tâm đó? Thì công nhận không? Cái tâm đó chỉ là cái tâm cái lúc mình chưa tu thôi. Nó nên từ nơi đó mà họ nghe vậy rồi bắt đầu là họ bài xích. Nói làm gì mà đơn giản quý vị, nói đơn giản quá. Đơn giản. Ông Trương Thiện Hòa mà cuối cuộc đời mà 10 câu đó đơn giản. Đơn giản. Quý vị không hiểu đó. Quý vị không hiểu quý vị mới nghĩ nó đơn giản đó. Quý vị mà hiểu rồi quý vị không có dám nói câu đơn giản đâu. Cặp mắt phàm phu chúng ta nhìn được vô lượng kiếp hả? Ông Trương Thiện Hòa ông tu sao quý vị biết không? Thí dụ như bây giờ những đức 10 đời, những đức tu hành quá trời luôn, những đức học quá trời luôn, cái gì những đức cũng học qua tịnh độ hết trơn. Nhưng mà những đức còn một cái túc nghiệp gì đó những đức chưa giảng sanh. Đời này những đức không cần học cái gì hết trơn mà những đức ngồi nói chuyện là nói thao thao bất tuyệt vậy. Nói những cái văn tự mà người ta thấy lạ quá. Nó đã học rồi trong 10 đời kia. Quý vị đâu có thấy. Quý vị chỉ thấy cái người này đời này dốt thôi à. Là quý vị nói thằng dốt. Thấy không? Nhưng ai mà biết được cái thằng này 10 đời trước nó làm cái gì? Vậy thì ông Trương Thiện Hòa vì chỉ thấy ông đời này làm người đồ tể thôi. Nhưng quý vị đâu có biết 10 đời trước của ông làm cái gì. 10 đời trước ông là người tu hành, ông là người niệm Phật sâu lắm. Nó, nhưng mà cái nghiệp duyên của ông thị hiện đời này của ông phải xuất hiện vậy đó, mới để là câu chuyện ông Trương Thiện Hòa làm đồ tể niệm Phật giảng sanh, để mà khơi dậy cái tâm của người làm ác có thể quay đầu niệm Phật giảng sanh được. Nó giống như một cái câu chuyện mà cái ông thầy này, không phải ông thầy mà ông cư sĩ, ngày nào ông cư sĩ này 12 giờ khuya 1 giờ ông cũng thức dậy gõ mõ niệm Phật, gõ mõ niệm Phật. Còn bên kia thì ông bên đây gõ mõ niệm Phật thì ông kia thức dậy đi làm heo. Cứ là bên đây ông này niệm Phật thì ông kia đi làm heo. Vậy đó mà cái ông này cứ như vậy mà lâu dài. Tức khắc một ngày nào tự nhiên cái ông đồ tể đó, ông bừng tỉnh, ông nói người ta thì sáng thức dậy niệm Phật, còn mình thì sáng thức dậy đi làm heo.
Bao nhiêu nghề không làm mà làm cái nghề sát sanh hại vật. Cuối cùng buông giao đồ tể niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thế coi. Phải là cái chủng tử của con Phật hiệu nó giúp cho mình càng ngày càng khai triển được cái hiểu biết không? Đó. Ác như vậy mà cuối cùng cũng quay đầu được là nhờ niệm Phật á. Nên câu Phật hiệu này vô hình chung không đơn giản, vì đây là quả giác của Phật. Mà mình niệm rồi nó thành ra cái quả giác của mình. Cái quả giác của Phật mà mình niệm quả giác này, nó thành cái tâm thức để quay trong cái tâm thức mình là quả giác của mình. Nó giác từ từ rồi nó mới hiểu được rằng là những việc đó mình sai ác và mình có thể không hờn giận, không trách người ta là do gì, nó giác ngộ. Nó mới được như vậy đó quý vị. Cái này quan trọng lắm, không có đơn giản đâu. Nên chúng ta không hiểu sâu về tịnh độ, có khi chúng ta chỉ nói một bề nào thôi à. Còn người ta thì người ta hưng khởi cái người niệm Phật. Vị nhớ nè, vị nói sao không biết mà người ta niệm Phật được lâu dài là tốt. Vì chính những đức niệm 11 năm những đức mới có cảm giác. Còn nếu như quý vị mà đoạn duyên người ta không niệm Phật là quý vị có tội á. Nói lên mà người ta không niệm Phật là quý vị có tội á. Cái người nói tịnh độ mà nói mà người ta chịu niệm Phật là có phước lớn lắm, công đức lớn lắm. Còn nói mà người ta đoạn duyên người ta không niệm Phật là vì có tội đó. Nhớ nghe. Vì nói vào một câu mà người ta không dám niệm Phật, người ta thấy người ta không có cơ hội, vậy là thua rồi. Thí dụ như chúng ta muốn làm một cái việc gì đó quý vị, mà chúng ta thấy mình không làm được đâu, mình không thành công đâu, vậy làm sao bị làm? Quý vị phải là mình có lòng tin rồi mình thấy mình làm được. Nói sao không biết, nhưng mà quý vị có thể nào có lòng tin, quý vị có thể làm được. Vậy thì tức khắc quý vị làm lâu dài nó mới có kết quả. Hiểu không? Đó, nên từng nào về đây cũng bổ túc. Rồi ngày nào cũng nói là làm gì? Để bổ túc nó thấm từ từ, nó thấm từ từ. Rồi nó cứ niệm Phật hoài, niệm dài 3 năm sau. Rồi tức khắc nó bừng sáng lên, nó nói: ồ, có vật hiệu đặc biệt quá. Thấy không? Đó, vậy đó. Phải kiên nhẫn lắm á nghe quý vị, chứ không phải đơn giản đâu. Nên thí dụ như quý vị từng nào cũng về đây mà ngồi nó đau chân, chứ không có đơn giản đâu quý vị. Ngồi nó đau đến mức cực điểm nên những đức mới cho quý vị thẳng chân đó. Đừng có ngại, trước mặt những đức quý vị cứ thẳng chân đi. Cái mặt những đức không có cái gì để mà kính hết chân á, hiểu không? Chỉ cần kính cái pháp được rồi. Còn cái này á, là những đức cho phép đó. Cái mặt những đức quý vị muốn đá vô mặt cũng được, nó không sao đâu. Những đức thấy rằng những đức không cần cái chuyện này. Cái cuộc đời đến thế gian này không có cái gì mà nó cao xa cả. Xin thưa quý vị, dù cho có cao xa cỡ nào đi chăng nữa, cuối cùng cuộc đời của mình cũng là người ta lặt đó lặt lui để tắm cho mình thôi. Có gì đâu. Dù là mình là mang cái thân này, mình là bậc cao tăng gì đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng là phải tắm rửa mình để tẳng liệm chứ, rồi đi đốt hoặc đi chôn chứ làm gì quý vị. Đây là thân tứ đại mà, tại sao chúng ta cứ chấp cái ngã của thân này hoài vậy? Chấp cái mặt này là cái mặt bự, cái là mũi dâu. Thôi, đơn giản đi. Người ta tự tu, người ta có cái kết quả được thì từ cái tâm kính đó người ta có thôi. Chứ mình không quan trọng cái chuyện đó. Chúng ta ngồi đây để chia sẻ Phật pháp thì giống như ông thầy ông đang nói chuyện cho mình nghe. Nhưng chúng ta bước xuống cùng đứng với nhau thì chúng ta giống hệt nhau thôi. Chúng ta là những người cùng niệm Phật, sự tiếp dẫn của Phật A-di-đà, không có phân tách cái chuyện người xuất gia hay cư sĩ. Cái vị niệm Phật là Phật tiếp dẫn à, đúng không? Nên từ nơi đó những đức không có đặt vấn đề mình cao xa gì chứ. Nhưng đây là những đức nói những đức thôi. Còn đối với quý vị đến với tất cả vị thầy khác, quý vị phải tùy duyên mà hành đạo, đúng không? Những đức muốn tập mình là một con người rất đơn giản quý vị à. Cả đời này phải đơn giản. Phải đơn giản đến mức cực kỳ đơn giản. Kệ ai nói gì kệ ta, những đức phải tập mình rất đơn giản. Dù là ăn cơm của chó ăn bây giờ cũng phải ăn. Tại vì sao? Vì phải đơn giản đến mức như vậy để mà niệm Phật giảng sanh. Không muốn mình phải ngước cái mặt cao lên làm gì hết trơn á. Vì những đức thấy không có cái gì để ngước cái mặt cao lên hết trơn. Ngước mặt cao làm gì? Bữa nay người ta thương mình thì người ta đưa mình lên. Ngày mai người ta không thương mình, người ta đạp mình xuống. Thà mình á, là một con người thấp kém đi, dù người ta có nâng lên hay đạp xuống, mình vẫn là mình à. Nó không bị theo cái trạng thái của lên và xuống đó. Vậy thì mình mới giữ được sự an lạc tu hành.
Thật sự mà nói có rất là nhiều người, người ta nâng lên thì mình lên quá, nhưng khi người ta đạp xuống thì mình quá khổ đau để tìm mọi cách để người ta nâng lên, quý vị à, nặng lắm. Con đường này những đức không đi đâu. Những đức đi con đường mình luôn luôn là giữ được mình như vậy đó. Người ta nâng lên chuyện của người ta đạp xuống chuyện của người ta, vì nâng lên nó không bị tác dụng phụ thì người ta cũng không hạ xuống để làm gì, vì hạ xuống cũng không bị tác dụng phụ luôn. Con đường này đi mới yên tâm, quý vị à. Nhớ nên có cái câu hay nè: hơn thua so với chính mình, hôm nay mình phải hơn mình hôm qua. Nếu mình mà hơn thua so với chính người, vậy thì mình phiền não rồi. So với người là phiền não rồi. Hơn thua so với chính mình, thấy không? Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua. Vậy thì con người mỗi ngày càng đổi mới tốt đẹp. Hôm nay mình phải hơn hôm qua mình còn sai. Vậy thì ngày mai mình phải chút nữa hơn hôm nay. Vậy thì sự tu quý vị chắc chắn là tiến tu, không nói chứ. Mà quý vị cũng không có dạy gì để phiền não với quý vị. Còn nếu như mình nhìn cái người khác, người ta xây ngôi chùa lớn, người ta xây căn nhà lớn, bây giờ người ta Phật tử đồ chúng đông, mình nhìn cái đó, vậy là mình dùng cái câu là hơn thua so với chính người, thấy không? Nếu so với chính người thì người ta hơn mình là sanh phiền não à. Thôi so với mình đi, nhìn mình được á, cố gắng đi. Câu này hay quý vị. Ai đúng ai sai mặc kệ người, phận mình lo giữ phận mình thôi. Nếu ta nói lỗi của người khác, ngày đó là ta đã lỗi rồi. Có cơ hội thì nêu lên về mặt trái, còn không cơ hội đừng có nói gì chứ. Người ta có cơ hội người ta nêu cái mặt trái, để cái mặt trái nó phát triển thành mặt phải. Để cho mặt trái này người khác đừng đi vào mặt trái này, thì người ta có cơ hội để người ta nói. Còn mình không có cơ hội nói, mình nói cũng không có tác dụng gì để tốt đẹp ngon lành, nhưng thì đừng có nói làm chi, thấy không? Đừng có đi đem đầu này đầu kia nói làm chi cho nó mệt. Mình lo mình đi, tại vì mình nhìn mình chỉ phần nhiều, mình lo mình là được rồi đó. Rồi mình lo gia đình mình là được rồi, vậy mình lo tu đi là được rồi đó. Vậy là quý vị tu đặc biệt rồi đó. Còn nếu như mà bây giờ mình mà cứ mà đi nói lỗi của người khác thì ngày đó là ta đã lỗi rồi, đúng không? Mình vừa nói lỗi là ngày đó là ta đã lỗi rồi. Cái kiểu như mà tu xong chút ra ngoài, xong bắt đầu là buổi trưa tới giờ ngủ, chiều ngủ đâu ngồi, bắt đầu hai bà nghiêu ngao. Nãy ngồi gần cái bà đó nghe pháp mà ngủ gục, ghét ghê. Vừa nghe pháp cầm điện thoại nghiêu ngao nói chuyện đồ này kia được không? Thầy cũng giả mà không chịu ngồi nghe đâu, ngồi hai bà nói chuyện với nhau, thấy không? Nói gì gì à? Ngủ đi. Đừng có nói gì chi cho nó mệt, thấy không? Đó, còn người ta nêu lên gì nè, là để người ta nhắc cái người đó đừng nên nói như vậy. Tại vì người ta được cái gì, người ta nói gì, người ta nêu lên đi, mình đừng có làm cái chuyện đó, hiểu không? À, còn mình thì thôi, mình lo mình niệm Phật, mình nói người ta cũng nghe, thì mình niệm Phật thôi. Nó là đặc biệt nhất. Nếu đã biết cuộc đời là giả tạm, ta chẳng cần lo toan chuyện thế gian, luôn vui vẻ niệm Phật, luôn nhớ Phật, thoát luân hồi về cực lạc Tây Phương. Cuộc đời này là giả tạm, quý vị nghĩ. Bây giờ chùa chúng ta vừa đưa một ông cụ vô phòng hộ niệm nữa kìa, sắp đi nữa đó, một hai ngày nữa đi. Hôm qua đưa ông vô phòng hộ niệm, nhìn Đức ngồi chung với mấy bà già, không mười mấy bà già siêu cầu que trong chùa, ngồi nói chuyện với bà. Nhìn Đức hỏi trong đây bà nào sợ chết, đưa tay anh coi. Nói, không sợ chết đâu. Nhưng Đức nói chùa mình năm nay á mới đi có 15 người à, mà từ đây tới Tết còn chắc cũng gần 2 tháng gì hả quý vị? Gần 2 tháng gì đó. Thì bây giờ từ đây tới Tết còn mấy tháng nữa đó. Mười mấy bà trong đây, bà nào phát tâm đi thêm 5 bà nữa đi. Cho nó chẳng 20 bà, số cho nó tròn, phải không? Nó, năm nay là 2020. Thôi mấy bà đi cho đúng 20 người đi. Vậy đang hỏi bà nào phát tâm? Trời ơi, mười mấy bà, con phát tâm. Con phát tâm mà nó không chết thì sao? Thấy chưa, mấy bà cụ già chùa mình, quý vị thấy liền chứ chưa? Nó nên hồi sáng vậy Đức nói một câu, mình là người niệm Phật. Mà khi mình bệnh đau một cái, đưa mình đi cấp cứu, mình đi về mình nói một câu: trời ơi, chú ơi, bữa đó bệnh
dễ một chút mà không đi cấp cứu là chết rồi, thua rồi đó. Cái câu nói này là thua rồi đó quý vị. Cái người này thua rồi à, làm gì cái chuyện cấp cứu sống lại. Cái người này thọ mạng chưa có chết, nói gì nó mới đúng. Quý vị, nếu mà đi cấp cứu người nào cũng sống hết trơn thì chúng ta nói đi cấp cứu là sống đúng không? Có những người dù là cha mẹ của bác sĩ, vợ của bác sĩ, chồng của bác sĩ, cấp cứu cũng chết, đúng không? Vì thọ mạng đến chết là phải chết thôi. Nhưng cái việc cấp cứu là cái việc của bác sĩ phải làm. Nhưng cái việc chúng ta khuyên người ta niệm Phật thì chúng ta phải nói. Chứ làm sao? Việc ai nấy làm. Nó, mình không có đụng chạm ai, nhưng mà mình nói để mình gầy dựng tín nguyện niệm Phật cho người ta nè. Chứ mình đâu có bài xích cái chuyện đó đâu. Cái chuyện của bác sĩ là tâm từ bi, bác sĩ cấp cứu cho người vì người ta khổ, người ta đến người ta nhờ bác sĩ phải hết lòng thôi. Cái chuyện này là thế gian pháp phải làm, đúng không? Nó vẫn là một cái nghĩa cử tốt đẹp. Còn cái việc của mình là khuyên người ta niệm Phật, mình phải nói rõ cho người ta nghe. Trong Phật môn mình phải hiểu đó, quý vị bây giờ phân tách rõ ràng đúng không? Nếu như mà người cấp cứu nào cũng là sống hết trơn, vì chúng ta nói là nhờ cấp cứu mà sống. Nhưng mà trong 10 người cấp cứu thì nó sống được 5 người, 5 người chết. Vì thì cái chuyện này là do số mệnh con người, đến chết là phải chết, đúng không? À, không tu thì mình còn nói câu đó được, còn đã là niệm Phật mỗi ngày cầu sanh cực lạc mà nói ông trời bữa đó đi cấp cứu trễ một chút là chết queo, vậy là sai rồi, không đúng rồi, hiểu không? Nghe đó, nghe nhớ đó. Mình là người niệm Phật nó phải gan, gan đây không phải đi đánh lộn. Trời ơi, nói rõ mấy vả. Anh nói người niệm Phật là phải gan, ông thầy nói niệm Phật là phải gan. Về mà ông chồng ông nói này nói kia, bà nói tôi bây giờ tôi niệm Phật tôi gan lắm á. Ông mà nói là quả tôi quýnh ông đó nghe, tôi gan lắm á nghe. Dưới chòm sớm thì cứ lộn người ta quá trời luôn, không chịu hiền. Không phải, niệm Phật là nó gan, là gan gì? Gan là đối với được mắt á, mình không có còn bị nó chói buộc nặng này là gan. Gan là người ta chửi mình, ngày xưa mình buồn, mình giận, mình khổ, bây giờ mình không buồn, không giận, không khổ nữa là gan. Gan này mới là gan thứ thật. Gan này nó trả cho mình niềm vui mà không bị tác dụng phụ, đúng không? Còn ngày xưa người ta chửi mình là mình ôm ấp cái tiếng chửi đó nên mình khổ, mình nhát, nhát nó mới ôm ấp vậy đi khổ, đúng không? Còn bây giờ mình gan là có mình có chỗ nương tựa là Phật A Di Đà. Nên bây giờ ông chồng ông chửi mình, ông đánh mình, và vợ ông chửi bà đánh mình, hoặc là con cái mình bắt hiếu, nhưng mà mình không có bị cái tác dụng phụ đó làm mình khổ, nên gọi là gan, vì có nơi nương tựa và là Phật A Di Đà, nên mình không bị tác phụ làm mình khổ, nên đó mới gọi là gan có trí tuệ, hiểu không? Đó, gan là vậy đó. Nó gan là ví dụ như chiếc xe Honda mình để ngoài trước, phải không? Đi tu đây để ngoài trước, một chút ra ngoài bị ăn trộm lấy mất tiêu xe Honda. Xe Honda nó mất tiêu rồi trời. Mấy chú nói không biết, hồi nãy xe để đây mà giờ không biết mất tiêu rồi, tôi đâu có biết đâu. Ờ được rồi, mất thôi, đi về. Đi gì? Đi bộ à, hoặc là có gian ta về. Về nhà bà vợ hỏi xe đâu anh? Mất rồi. Vô tao tu để ngoài không biết thằng nào lấy mất tiêu rồi, chắc tao lấy của nó, bây giờ nó lấy lại thôi. Bỏ đi mày ơi, làm để dành tiền mua xe khác em, đừng có buồn. Gan đó không? Đó là gan đó. Gan vui trả nợ, phải không? Đó. Rồi bây giờ tiền để dành, làm để dành chút xíu tiền để năm nay ăn Tết nè, phải không? Tự nhiên hai chồng đi làm, ăn trộm nó chui vô nhà, nó lấy tiền sạch nhách hết trơn. Về nhà coi là tiền, trời ơi tiền mất tiêu hết trơn rồi. Mất thì thôi. Mất thì thôi, có gì đâu. Mất thì đến chùa ăn Tết. Gan đó. Dân này là dân gan thiệt á. À, đúng không? Nó. Gan này là gan hiểu biết, là vui trả nợ là gan đó. Còn bây giờ mình niệm Phật cầu sanh cực lạc mà về nhà tự nhiên ăn trộm nó lấy tiền chân lao quải quải. Bà con trộm sớm ơi, ăn trộm lấy tiền tôi. Rồi ra thưa công an lum la đi kiếm ăn trộm, đúng không? Nhát quá. Nhát hít nè. Phật không gan chút nào chứ, đúng không? Nó đây là nói thật sự, nói đùa đùa cho thật sự đó quý vị. Ở đây người ta lo cho bao nhiêu trăm người, người ta còn có tiền bạc gì đâu quý vị, coi sống mỗi ngày, mỗi ngày mà sống thôi,
những đức từng nói với quý vị mà dân liều mạng mà quý vị coi á, như hồi đó mới xuống đây, xuống đây có các bạc nào trong túi đâu. Vậy mà cái chúng 100 mấy chục người mỗi ngày sáng nào cũng mấy bà cố gắng niệm Phật đi nghe không, đừng có lo. Nhưng trong lòng mình lúc đó cũng còn nhát nữa, gì sáng nào mấy bà cố gắng niệm Phật nghe không, đừng có lo, tôi không có thiếu tiền đâu mà trời nó có tiền gì đâu mà mình không biết sao cái miệng mình nữa, vị không có, nó không có xin người ta được, kỳ vậy đó. Thời xưa như kia 5 năm nó quen, cái vị cổ nói mạnh dạn ghê lắm vậy đó. Rõ ràng cái vị ơi, tiền sắp hết có người đem lại. Nhân đức đi tu thì thấy nhiều lắm, mỗi lần tiền sắp hết là có người xuất hiện. Bây giờ gần hết không biết ai xuất hiện nữa. Đi coi ngộ lắm quý vị. Ồ, đây là trên con đường đi tu, nhân đức thấy lạ lắm á quý vị, rất là lạ. Không phải là người quen gì nhiều đâu, lạ lạ không à, mà ngộ lắm. Ưa thị hiện cái kiểu mà cầm vỏ điệm tóc tai bùm xùm lắm, này chắc là chắc là cao nhân bắt lộ tướng luôn. Thấy không quý vị, nó từ nơi đó mà nó rõ ràng không, nó phải có lòng tin đó. Ví dụ như giờ Tết nhất đến nè, bao nhiêu chương trình nè, năm nay nè, từ đây tới Tết nè, ngày 19, quý vị nghe nè, ngày 19 là ngày 49 ngày của sư ông Thiện Huệ. Bây giờ cả đời của sư ông Thiện Huệ niệm Phật, từ thăng giáo tới khẩu giáo mà sức ảnh hưởng rất lớn, nhiều người niệm Phật ảnh hưởng lớn lắm đó quý vị. Hòa thượng Thiện Huệ ảnh hưởng lớn lắm. Ồ, về cái đạo tràng mình niệm Phật mà ngày đi là đạo tràng mình quý vị coi hưng khởi, cho quý vị coi nè, ngài đã chọn cái điểm đó ngày đi không đơn giản á. Quý vị coi phải rõ ràng chọn cái chỗ đi không. Nếu như ngài trên thành phố sao được gì, chọn cái chỗ đi mà quý vị để ý lạ nghe. Lúc trước đạo tràng niệm Phật chưa có phát triển, ngài không có diền á quý vị. Trước đó hòa thượng mình đã mời ngài không có chịu gì á. Vừa đạo tràng phát triển một cái nữa quý vị, ngài về liền, phải không? Những đức nhớ không sai là tháng mấy gì đó là đạo tràng mình qua bên đó là lúc đó cũng là 100 mấy chục người, là lúc đó là hòa thượng xuất hiện. Đó, cái phá tu đầu tiên đó. Nhớ đó. Từ nơi đó quý vị coi rõ ràng chưa, ngài chọn cái điểm ngài đi, thấy không? Rồi bây giờ ngày 19 nè, tháng 12 âm lịch á, là chúng ta tổ chức 49 ngày của hòa thượng. Tổ chức làm sao? Niệm Phật. Cái ngày đó là ngay ngày Chủ nhật luôn. Ngày Chủ nhật đó chúng ta cộng tu bên Đại Tùng Lâm. Ngay cái nhà nào? Cái nhà to mà thường lại của Bồ Tát Quán Thế Âm á. Nhà to đó. Chúng ta tập trung tất cả các phái đoàn đồ quý vị. Thí dụ như bây giờ mình cảm ơn hòa thượng, cảm ơn ân đức của ngài. Bây giờ chúng ta ngày đó chúng ta cùng đến niệm Phật. Đoàn đoàn rủ nhau đến đó niệm Phật. Cũng 8 giờ rưỡi vào chương trình như ngày Chủ nhật chùa mình nè. Nó, những đức nói chuyện chút rồi bắt đầu là chúng ta niệm Phật. Rất là đặc biệt quý vị. Nhưng mà bữa đó nếu ở lại được chúng ta ở luôn buổi chiều. Chiều thêm buổi nữa. Ngày đó tu nguyên ngày mà buổi trưa ngủ. Nói rõ cho ta chứ nhiều cô Phật tử nó cũng ngán lắm. Cả ngày mà chưa không cho nó ngủ nó không dám đến đó quý vị. Đúng không? Nó nhớ ngày 19 nghe. Ngày 19 tháng 12 nó tất cả các phái đoàn nhớ ơn á, hòa thượng Thiện Huệ ngày là từ thăng giáo khẩu giáo khuyên người ta niệm Phật đó. Ảnh hưởng lớn lắm á. Mình nên làm điều này. Đây là gieo cái duyên thù thắng quý vị. Nó tập trung về ngay ngày Chủ nhật luôn. Rồi á, ngày 15 á là chúng ta chương trình người mù. Trước đó là ngày 15 á, là chương trình người mù. 15 tháng 12 âm lịch. Rồi còn có 4 ngày nữa, ngày 19 là chương trình 49 ngày của hòa thượng, là ngày Chủ nhật này thôi. Đổi cái ngày bên đây qua bên kia thôi. Đâu có thêm gì đâu. Đó. Rồi ngày 26 là cuối năm cộng tu ở đây. Rồi là xong. Xong một năm. Một năm xong rồi, thấy chưa? À, từ đây tới đó còn mấy chương trình nữa. Nên quý vị nhớ nè. Thí dụ như á, cuối năm mà chương trình của người mù á, nếu tất cả các phái đoàn á, đây là những đức nêu lên thôi, tùy khả năng quý vị. Quý vị có quà cáp gì đó quý vị cho được người mù thì quý vị lỡ bị cho người ta cuối năm. Cái cơ duyên để mình tạo phước tạo duyên quý vị.
cuộc đời sanh không mang đến, chết không mang đi quý vị à. Tự nhiên quý vị đi kiếm người mù ở đâu 1.500 người, những đứa không rủ về đây quý vị có đâu cơ hội. Trời ơi, tự nhiên mà kiếm 1.500 người mù, đâu mà kiếm ra. Có cái xóm nào mà 1.500 người mù không? Khó tìm lắm đó. Vậy mà người ta đem về đây sẵn hết rồi. Đúng ra quý vị phải lãi lời những đức á. Trời ơi, tạo cơ hội quá trời luôn mà, biết không? Tạo cơ hội cho vị tu phước tu duyên á. Nó thì cuối năm thì cái mảng kia thì những đức lo hết trơn rồi. Xe cộ bao thơ, mà Tết bao thơ những đức bỏ nhiều á, nhiều thêm chút nữa đó. Không đơn giản rồi, nó nhiều thứ lắm, nhưng mà mình cố gắng quý vị. Kệ đi, tới đó cũng đủ tiền à. Còn cái mảng quý vị là đủ duyên á, quà cáp hoặc bỏ bao lì xì đồ cho họ kệ đi quý vị. Cuộc đời người ta khổ quá, người ta cằn mà. Thấy không? Rồi cuối năm cộng tu mà những cái phái đoàn nào mà thấy ấy á, chùa mình ngày chủ nhật nào cũng mấy chục người xuất gia đến là niệm Phật á, thì quý vị có món quà gì cho quý thầy quý sư cô. Thấy không? Hoặc là bỏ bao lì xì chút xíu tùy duyên. Đó là những đứa khơi cái tâm lên đó nghe. Chứ những đứa đâu có nói phái đoàn nào đâu. Có chứ những đứa chỉ phái đoàn chị Mai, phái đoàn cô Chuyển, thì cái này nó kỳ cục đúng không? Này là đâu có chỉ, đâu có nói phái đoàn ai đâu. Đó là những đứa nêu cái phái đoàn lên thôi. Chứ những đứa không có nói đoàn ai chứ á. Mà quý vị là trưởng đoàn cũng không có kêu người ta, mà tự quý vị nêu lên giống như những đứa nêu lên vậy đó. Rồi ai phát tâm cùng làm thì cùng làm. Thật sự mà nói mình tu duyên tu phước. Thấy không? Đó là cuối năm á, chưa tăng ni rồi đó. Thì cuối năm những đức cũng là như thế nào cũng kết duyên chư tăng ni mỏng mỏng một chút nữa. Thấy không? Nghĩa là đây là những đức nói rất thật lòng đó nghe. Thật sự mà nói cuộc đời con người mình, những đức chưa bao giờ có cái tâm mà gọi là những đức mong làm sao mà làm cái gì nó gom góp của cải cho mình một chút. Nói khéo khéo để mà mình được cái này kia một chút, không bao giờ đâu quý vị. Những đức xin thưa quý vị nghe, tất cả lễ lọc chùa mình tổ chức đó nghe quý vị, xong rồi hoàn toàn là chúng ta chỉ mong làm sao mà đủ tiền trang trải thôi. Cái này là những đức nói 100%. Còn người ta mà tổ chức lễ á nghe quý vị, không đơn giản đâu. Những đức nó tổ chức bao nhiêu chương trình lễ ngày xưa mà đức biết mà. Mà riêng những đức ở đây là lễ xong mà những đức nói là một là nó hụt hoặc là nó phải đủ vậy thôi. Mình chỉ cần vui nhất là người ta được tu hành là quý vị à. Đây là nói thật lòng gì những đức thấy rồi. Tiền bạc nhiều nó cũng nặng gánh lắm, phiền lắm. Nên chỉ cần cái cụ có cuộc sống thôi. Nó rồi Tết nhất năm nay nè, những đứa cứ phiên hoài á, ở ngoài đời nó càng ngày nó càng bất an lắm, biết không? Thôi sắp xếp được á, vô đang Tết đi. Nó vô đang Tết đi, tu mấy ngày Tết đặc biệt, biết không? Vô đây niệm Phật đi, tôi gán nấu cơm cho ăn. Nó nói nó cũng không đơn giản á. Tết nhất mà chiên sườn, mà chiên suốt cả 7 ngày, ngày liền chiên sườn để mà dự trữ. Vậy mà về chùa mình ăn cơm ngon đó quý vị ơi. Ở nhà mà còn mà giống như là hộp vịt lộn, kho tàu, đồ này kia, đúng không? Vô đây quý vị đố mà thấy cái hộp vịt nào. Ăn đơn giản lắm nhưng mà nó vui, ai có mặt cũng cười, te tét vui vẻ. Thấy không? Ăn mà nghiêu ngao, cầm sườn lên mà. Tội quay phim có những cô ăn cái thèm ghê luôn á. Mặt ăn dễ thương ghê luôn, cầm sườn lên á. Hộp cơm quý vị có bưng lên, có cầm lên, có tự nhiên ăn giống hệt những đứa ăn. Những đứa không gì nó ăn cơm, ăn ghê lắm, cái miệng to nó ăn. Múc ăn ghê lắm quý vị ơi, ăn. Ai mà ngồi gần những đứa là ăn theo ghê lắm. Tại vì những đứa ăn nhanh á, múc muỗng nào muỗng ấy là múc muỗng to vậy nè. Hả miệng là cô Phật tử đó cô nói thầy, thầy rồi trời con quý trọng thầy lắm mà sao thầy không có quay nghi gì chứ. Cái thầy nhà đức nói thôi tôi quay nghi, tôi không có quay nghi, miễn tôi vui thôi, miễn tôi no bụng được rồi, quay nghi gì. Tiếu ghê không? Ồ, mỗi lần nhà đức múc cơm quý vị múc muỗng lên nghe, đức canh nghe hả miệng ghê. Nó vậy đó mà ăn mau cốc kỳ, miễn tôi no bụng thôi. Ai nói vậy nói ai, mỗi người nhìn tôi chi à.
Tôi ăn tôi có nhìn ai đâu mà nhìn tôi gì hả? Nhìn tôi gì, nói hoài nghi không hoài nghi. Mấy vị ăn tôi có nhìn đâu, tại quay phim tôi coi thôi, tôi có nhìn đâu. Thấy không? Ồ, con người sống nó tự tại vô cùng. Thấy không? Nó còn chuối nha, trời, cái trái chuối dài vậy nè. Những đứt lột nha. Xẹt, xẹt, xẹt. Búp nữa trái. Búp. Rồi xong một trái. Hoài nghi một trái chuối. Nó, tôi là ông thầy như vậy đấy. Miễn làm sao con người vui vẻ, thoải mái, niệm Phật. Đừng có bận tâm nặng nề những cái việc chưa đến hay những việc đã qua. Hãy sống trong những ngày tháng hiện tại, sống tốt đẹp, sống vui là được rồi. Mình vui người ta vừa nhìn mình là người ta thấy vui rồi, đúng không? Các vị về đây nhìn những đứa có thấy vui không? Thấy chưa? Thấy ai mà không cười phần nhiều là cười, đúng không? Đó là vậy được rồi. Các vị tu mà ra vậy là được rồi. Nó giống như mấy cô trong chùa mình đi, những đứa nói tu dở nhưng không được ốm, nghe chưa? Ở đây tôi nuôi cho mà ốm là chết đó. Đức này nuôi là mập, không được ốm nghe chưa? Trời ơi, quý vị biết chùa mình mấy bà cụ, mấy cô, mấy thầy, mấy chú từ từ ai cũng mập chân ha. Nhưng Đức nói mình tu dở nhờ dư thịt. Có cái lý của nói vậy. Thí dụ như các cô đi tu đi, ban đầu đi tu, các chú đi tu, ban đầu đi tu đi, cha mẹ khóc lóc buồn, buồn khi con mình đi tu. Vậy đó mà vài tháng đi vô thăm con cái. Như con bé này nó vô nó tu, mẹ nó, có đúng một đứa con gái, nó vô đây nó tu mười mấy tuổi. Mẹ không đồng ý, gia đình không đồng ý, dòng họ không đồng ý. Nó quyết định nó đi tu. Còn thêm một thằng con trai cũng vô tu luôn, là hai anh em vô đây tu luôn. Con bé nó vô đây nó tu mấy tháng nay, nó lên 5kg. Lên 5kg thịt á. Gia đình mới vô thăm nè. Hồi sáng giờ Đức gặp á, gia đình á, bà ngoại bà nội bà nói một câu nè: ồ bây giờ con yên tâm lắm, con vô con gặp nhỏ cháu con gì nó khỏe gì đâu á. Thấy không? Nhưng Đức đã đánh được cái tâm lý. Thường á, nếu mình tu mà mình quá ốm, người ta nói khổ, tu khổ lắm, không có tu, hiểu không? Còn quý vị mà mập mạp, khỏe phắn, vui vẻ, có ai mà nói mập mà khổ không? Thí dụ như bộ phim hay cải lương gì, nó lựa cái thằng đi xin, cái thằng mà cái bang á, đố mình nó lựa cái thằng mập á, đúng không? Có ai mà lựa cái bang mà đi xin ăn mà mập không quý vị? Nó lựa cái thằng phải ốm, gầy gò, phải không? Còn bây giờ quý vị đi tu, quý vị trắng trẻo, quý vị mập mạp lên, ai nói khổ? Thì nó độ được cái hình thức này, thì nó dẫn dắt người ta vô đây. Rồi vô đây rồi mình tha hồ mà đánh. Thấy không? Đó, phải dẫn dắt được cái đó mới hay đó quý vị. Nó nên chùa quý vị coi mấy bà già không? Con cái mà vô thăm ai cũng gặp những đứa nói: trời ơi con mừng quá, con cảm ơn thầy, mẹ con mập khỏe quá, bà vui quá, đúng không? Còn nếu mà bà già mà nói mẹ của anh nó bả giờ niệm Phật được lắm anh ơi, được lắm, trong lòng nó nói được đâu không thấy, mà con thấy mẹ con gì đâu đơ đơ kỳ quá thầy ơi. Thấy không? Còn bà già bá hồng hào, bá mập bá hồng hào quý vị, tự nhiên nó nhìn một cái nói: trời ơi con ơn thầy, nghe thầy, cảm ơn thầy. Nó cảm ơn mình phiên nó niệm Phật dễ. Nó cảm ơn cảm kích thì mình phiên nó niệm Phật dễ. Nó đã cảm kích là nó tín nhiệm mình, là mình phiên niệm Phật được quý vị. Còn nếu như bà già mà ốm nhơm, mặt đen thui, đồ đã gách gưới, mình nói nhìn vậy chứ bà an lạc lắm á. Bà niệm Phật bởi dụng công sâu lắm, buông xả. Nó không tin đâu quý vị ơi, nó không có tin đâu, nó vừa nhìn quý vị nó không tin đâu. Thí dụ như bây giờ chùa mình buông xả nha, chùa mình tu hành quá trời luôn, tu cả ngày lẫn đêm, tu dữ lắm, buông xả dữ lắm luôn, mà vô đây ông thầy chùa mình ông thầy nào cũng
nhìn thấy ghê. Rồi trong chùa thì thiếu thốn, không có gạo nấu, không có gạo nấu, không có gạo nấu, không có tiền xài. Chị vị nói buông xả. Anh nói thôi được rồi, cái chùa thì tao đố mà tao đến cái chùa thì luôn đó. Mày buông xả cái gì đâu mà tao thấy tụi bay sắp chết hết trơn rồi. Thôi. Quý vị chịu đi đến đây không? Không bao giờ quý vị chịu đi đến đây đâu. Nếu như quý vị đi đến đây mà chùa này không có gạo nấu cho quý vị ăn nha, không có đồ ăn tặng cho quý vị ăn nha, rồi không có người nói chuyện Phật pháp vui vẻ cho quý vị nghe nha, những cái thứ này mà không kết hợp là đố mà quý vị đi đến đây đó. Nên những đức đã nhìn được cái cảnh duyên bây giờ để độ sanh bằng cách nào? Hình tướng quan trọng, hình tướng quan trọng vô cùng luôn, mà phải có cái khả năng tu nghe. Chứ nếu mà hình tướng mà bỏ tu là chết á. Mập mà không chịu tu là mấy vị coi con heo nó không mập hả? Con heo nó có độ nó được không? Không được. Mình mập đây là mập tu hảo tướng chứ không phải học mập như heo. Con heo là gì? Vì nó không chịu làm việc mà nó cứ nằm nó ăn nó ngủ, phải không? Nó đâu có dụng công tu như mình đâu. Nó cứ ăn phập rồi nó ngủ. Phập. Nó ăn ngủ, phải không? Thì cuối cùng nó mập như con heo. Mấy vị nói mập là ngon hả? Mập phải nói rõ ra là do tu tâm vui vẻ mà hiện tướng hảo tướng mập. Còn con heo cũng mập vậy. Những người ngoài đời có những người cũng mập vậy, đúng không? Nhưng không tu. Mà ngộ cái người mà không tu mà ăn nhiều mà mập nó kỳ lắm. Nó mập nồng nồng vậy đó. Nồng nồng cái mặt, mặt khờ lắm. Còn cái người tu đúng là gần hết giờ mà nói kiểu này nói không nghĩ được đâu. Nó nên từ nên đó. Thì thấy không? Càng nói ra cái chỗ này nó càng phân tích rộng. Nó nên từ nơi đó quý vị nghe không? Phải tu hành, phải an lạc tâm, rồi tức khắc nó hảo tướng, con người nó vui vẻ thoải mái, tức khắc nó tăng phước duyên. Ngay điểm này là điểm mà chúng ta niệm Phật được giảng sanh đó. Vì sao? Vì phù hợp với kinh Di Đà Phật nói nhân duyên phước báo thiện căn là chỗ này. Rồi thì cứ tín nguyện mà niệm Phật sống an lạc thì chắc chắn đời này sẽ giảng sanh thôi. Đây là những con đoạn của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày dạy. Có một cô tặng cho những đức một tấm hình hòa thượng có ghi công đoạn này. Những đức thấy rất là hay nên lấy một câu này để nhắc chúng ta. Nhớ quý vị, khi nghe câu này, người niệm Phật chúng ta muốn thành tựu là phải lão thật. Lão thật có nghĩa là niệm có Phật hiệu này, niệm lâu dài mới có thể thành tựu được. Dù là cái nghiệp có nặng cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần chịu niệm có Phật hiệu này thì từ từ nhất định sẽ tiêu. Mình gặp sự khó khăn gì đi chăng nữa, tâm tư có buồn cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần siêng năng niệm có Phật hiệu này thì từ từ cũng chuyển được những cái tâm tính đó hết. Chuyển hết. Nghĩa là mình không có nghĩ rằng là mình niệm một ngày một bữa mà để cho nó chuyển cái tâm mà không phải đó. Mà mình chỉ cần lão thật niệm có Phật hiệu thôi. Đến một ngày nào tự nhiên nó chuyển là mình cũng không hay. Nhớ. Có nghĩa là những cái tập khí của mình là do quên mà mắc. Chứ không phải là mỗi ngày mình nghĩ mình niệm Phật mình chuyển nó mà mắc, không phải nha. Không phải là mỗi ngày mình niệm danh hiệu Phật để mà tiêu nghiệp, mà là mình chỉ có niệm Phật thôi. Còn cái việc mà về cái tập khí của mình là nhờ mình nhớ Phật, gọi là lão thật nhớ Phật, mà nó chuyển hồi nào cũng không hay nữa. Không hay là quên nó. Nhớ Phật mà quên nó thì nó chuyển. Thí dụ như chúng ta buồn là do gì? Nhớ buồn mà sanh ra buồn. Phải không? Suy nghĩ đi. Nhớ buồn mà sanh ra buồn. Nhớ giận mà sanh ra hận. Nhớ thương rồi nó càng ngày nó càng dính mắc. Rồi cuối cùng càng thương thì sanh ra khổ. Thương quá sợ mắc, hiểu không? Ví dụ mình thương một người nào quá mình cũng sợ mắc họ.
bắt đầu mình dùng mọi cách để mà giữ họ. Mà càng dùng mọi cách để giữ họ thì họ càng muốn chạy. Cuối cùng thì họ cũng chạy mất tiêu, để là một mình cô đơn quạnh quẻ. Từ nơi đó khổ là từ thương rồi cũng thành khổ, mà khổ thì càng khổ thêm. Nên dùng cái chỗ lão thập niệm Phật để nó chuyển tất cả những cái tập khí mà vô lượng kiếp chúng ta nó ẩn sâu trong cái tâm thức mình nhiều quá, mà không có dùng phương pháp nào mà có thể dễ chuyển bằng niệm Phật. Tại vì có Phật hiệu này ai cũng niệm được. Thí dụ như quý vị đưa một cái đám tang một người đi, quý vị thấy cái đám tang nào mà chuyên niệm Phật quý vị sắp xếp tiện lắm. Tại vì sao quý vị biết nó tiện không? Vì ai cũng niệm Phật được hết trơn nên nó thanh tịnh. Thí dụ như bây giờ ngồi trong đây 1,000 người, 2,000 người, mà 1,000 người niệm Phật, 1,000 người không niệm Phật được, thì tức khắc thì 1,000 người kia phải nói chuyện, nó động 1,000 người niệm Phật này. Còn câu Phật hiệu thì khi quý vị niệm lên thì ai cũng niệm được, tại vì nó gọn quá. Nên khi mình phát âm mình niệm thì ai nó cũng niệm. Còn thí dụ như một cái nghi lễ hay trì chú gì đi, thì người trì được, người trì không được. Mà người trì được thì có thể nhiếp tâm, mà người trì không được thì có thể giáo giác nhìn đầu này đầu kia để nói chuyện. Từ nơi đó mà nó làm động cái nơi mà cái hội chúng đó. Còn câu Phật hiệu gì sao nó thể nó dễ thu gọn con người lại thành một điểm, là vì ai cũng niệm. Thí dụ như giờ cái miệng mình mà niệm Phật thì cái miệng đâu mà đi nói chuyện. Còn cái miệng này nếu nó không niệm Phật được thì cái miệng này phải nói chuyện. Đó, nhớ đó. Nên khi mà một cái đám tang mọi vị chỉ cần để ý thôi, mà chuyên niệm Phật thì đám tang nó thanh tịnh lắm. Rất là thanh tịnh. Mà cái nghi lễ là tức khắc Phật tử nó giáo giác nè. Mà có khi Phật tử cái tâm nó nghĩ gì nè, nghi lễ là của quý thầy, chứ đâu phải mình làm đâu. Nên tới nghi lễ là thôi mình đi ra, mình uống nước. Còn tới niệm Phật mình mới vô niệm Phật. Nó ngộ vậy đó. Cái tâm ý của người ta nghĩ là nghi lễ là do quý thầy làm, chứ đâu phải của người ta đâu. Nên người ta đứng một chút hoặc người ta quỳ một chút là đau chân quá, nên người ta trong lòng người ta lâu quá, lâu quá, thì sao không xong phước cho rồi đi mà làm gì đâu mà rề ra hoài chờ. Nên nó ngồi đó nó chán, nó quỳ đó nó đau chân, nó đứng lâu nó mỏi chân. Nên từ nơi đó mà nó không có được thu nhiếp mà thanh tịnh. Còn quý vị coi mà niệm Phật á, là nó thu nhiếp được. Thí dụ như bữa đó đưa đám tang sư ông xuống dưới nha, đi xuống dưới chỗ quả táng á, nó không nghi lễ gì, nhưng mà quý vị coi, thí dụ như nghi lễ là 1 tiếng nha, nhưng quý vị coi phải bữa đó mình đi kinh hành 1 tiếng không? Những đứa coi đồng hồ đi kinh hành gần 1 tiếng đồng hồ á. Vậy mà 1 tiếng đồng hồ nó qua cái vèo, ai cũng khỏe vô cùng, mà ai cũng đi một vòng được cái kim quang của sư ông. Nghĩa là ai cũng đi được một vòng để niệm Phật luôn. Vậy mà đi hết một vòng đó gần 1 tiếng đồng hồ quý vị. Như vậy mà nếu mà nghi lễ 1 tiếng đó là quý vị coi, tức khắc là có người ngồi, có người đứng, có người nhăn mặt nhăn mày gì sao, nó mỏi chân. Còn gặp mà niệm Phật vậy mà đi một vòng 1 tiếng đó, nó thanh tịnh vô cùng. Cái này là thấy rõ ràng luôn đó quý vị. Nó để ý thấy rõ ràng luôn, thấy không? Nên Đại Lão Hòa Thượng Thịnh Không này nói, nếu quý vị muốn thành công trong con đường niệm Phật này, trước nhất phải dùng lão thật. Thấy không? Phải niệm lâu dài, phải kiên nhẫn mà niệm. Không phải là chúng ta niệm có Phật hiệu mà A-di-đà-phật, 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 cái những cái vọng tưởng nó khởi lên ngoài câu Phật hiệu A Di Đà Phật, tao đè mày, A Di Đà Phật, tao đè mày nè, A Di Đà Phật, tao đè mày nè, mày đi ra chỗ khác đi, A Di Đà Phật, tao dùng câu A Di Đà Phật đá mày nè, A Di Đà Phật đá mày, dằn chỗ khác nghe, rồi buồn trong lòng, buồn dằn cái gì, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, buồn đi đi, buồn đi đi, A Di Đà Phật, buồn đi đi, đúng không? Không phải nghe, không phải niệm Phật vậy đâu, mà chỉ có đúng một câu Phật hiệu mà niệm thôi, chứ không có đá mày hay mày xua đuổi mày. Không phải cái chỗ xua đuổi mày và cái chỗ đè phục mày là vọng tưởng đó, đó là vọng tưởng vi tế. Quý vị nói vọng tưởng gì nữa,
Đâu phải là vọng tưởng chồng, vọng tưởng vợ, vọng tưởng của cải vật chất, vọng tưởng danh tiếng, đâu phải. Cái đó cũng vọng tưởng, nhưng mà cái mà cái tâm mà niệm A Di Đà Phật, tao đá mày qua một bên, A Di Đà Phật tao đè mày xuống, A Di Đà Phật mày đi chỗ khác chơi, đó là vọng tưởng vi tế mà quý vị nghĩ rằng là đá nó đi, đuổi nó đi hả? Niệm Phật gì đâu phải đâu. Mà niệm Phật lão thật đây, gọi là câu Phật hiệu này chỉ có một câu Phật hiệu thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chỉ có A Di Đà Phật thôi à. Có nghĩa là toàn tâm toàn ý A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật vậy thôi. Chứ ngoài ra không còn những thứ khác. Những thứ khác nó có lợn trợn trước mắt mình hay trong tâm mình thì đó là những thứ khác. Còn chúng ta chỉ có một câu A Di Đà Phật, một câu Phật hiệu này cứ niệm thôi. Còn những thứ khác nó có lợn trợn trước mắt, cứ mặc kệ nó. Thí dụ như giờ quý vị đang niệm Phật đi, ông chồng ông nhậu vô, ông muốn quậy, ông đi ngang mặt quý vị, đi qua đi lại, quý vị đang lễ Phật mà, tới đi lui. Rồi sau ông ra sao, ông đập beng 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 beng. Rồi ông ngồi ông nghiêu ngao, mẹ nó tao nhậu mà nó không ngó ngàng vậy tao, nó niệm Phật này kia. Nghĩa là quý vị đang niệm Phật, quý vị cũng nghe được cái câu như vậy đó, quý vị nghe được câu ông chửi quý vị đó, ông kiếm chuyện. Mà lỡ đụng thì không dám đụng, thì thấy nó đang niệm Phật tụng kinh mà lỡ mà mày xô đẩy nó thì kỳ quá. Đi làm bộ ngồi từ xa nó này nó kia, nó đo nó ren nó này nó nọ, chọc tức mình á. Mình nghe, mình nghe ông đang chửi mình vậy đó, nhưng mà mình đang niệm Phật nên mình cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật bình thường vậy, chứ không phải là A Di Đà Phật. Không phải, không phải vậy nghe. Có nghĩa là không phải niệm như vậy để mà mình lắng áp cái câu ổng, không phải. Không phải dùng câu bằng hiệu để lắng áp câu ổng, mà không phải luôn. Chỉ có là A Di Đà Phật, chân thật cứ niệm Phật, đây gọi là lão thật. Nghĩa là cái cách này là cái cách lâu dài, nó sẽ làm cho quý vị có kết quả cái niệm Phật. Giống như câu Phật hiệu nó ăn sâu vào tâm khảm, nó thấm. Nó thấm vào trong tâm mình, từ 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 nó thấm. Nghĩa là câu Phật hiệu quý vị thấy đơn giản nhưng mà nó niệm lâu nó thấm. Nó thấm từ 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 từ. Quý vị nhớ nè, khi chúng ta học một cái nghề gì, ban đầu chúng ta học nó tệ lắm. Thí dụ như bây giờ mình đi học may đi, khi mình biết may đồ mình thấy mình cắt giải sạc 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 vậy đó, mình canh cái là mình cắt ngay à. Nhưng mà quý vị coi lúc mình mới đi học may á, mình vụng về lắm đúng không? Bất cứ cái nghề gì cũng gì chứ, mình mới ban đầu đi học là nó vụng về lắm quý vị à. Thí dụ như mình mới vô chùa mình tụng kinh đi, mình thấy mình tụng không được, cái dễ nhất mình cũng không biết, là gì mình mới mà sao mình biết. Vậy thì mình niệm Phật ban đầu nó cũng là vọng tưởng, là vụng về á, rồi niệm nó bê tha, niệm tiếng được tiếng mắt, niệm chán nản không. Nhưng mà do gì lão thật, chân thật, nhiệt tình niệm, lâu dài niệm thành quen. Giống như một cái nghề, ban đầu học thì nó không được gì, nhưng kiên nhẫn vài năm, thường là 3-4 năm vậy đó, thì học một cái nghề thành lão luyện một cái nghề. Giống như ngày xưa những đức đi vô trong phủ bếp, nó cầm cái sạn, nó cầm một cái lộn, nó sơ một cái muốn té, sơ đồ ăn mà nó muốn chợt cũng té. Vậy mà mấy năm sau là nó sơ lão luyện, nó cầm cái sạn mà nó quay đầu nào cũng được, chảo nó cầm nó hắt được, rồi nó sơ đồ ăn mà nó chiên trứng đồ này kia, nó chiên khéo léo vô cùng, là nó phải có thời gian. Vậy thì cái câu lão thật này là dành cho chúng ta phải lâu dài, phải kiên nhẫn lâu dài. Mà lâu dài này chúng ta cho một đời đi việc à, một đời đi, bỏ thời gian một đời lão thật niệm Phật. Cái này là quý vị đi về chùa nó được bổ túc suốt vậy đó. Tại vì chính những đức thấy 11 năm nay những đức niệm Phật nó an lạc, mà nó cũng chưa phải là đạt tiêu chuẩn gì mà nó có an lạc liền. Vì thì nếu cả đời mà sống an lạc gì mà niệm Phật thì thật sự mà nói một đời mình sống, mình đâu có thấy nó lâu gì đâu quý vị à. Nó qua một đời cái vèo à. Con người mà khổ á, là trong lòng của mình buồn khổ, là mình muốn chết phức cho rồi đi, khổ quá, khổ quá mà sống chi cho nó mệt. Còn nếu như mỗi ngày quý vị mà vui vẻ sống niệm Phật an lạc, mà quý vị không nặng nề tiền bạc vật chất gì, vậy thì cuộc đời quý vị nó sống như nào thì nó sống với quý vị, có nặng nề gì đâu. Như những đức bây giờ nó muốn sống như nào thì nó sống kệ nó. Nó sống một ngày niệm Phật một ngày vì sao? Vì mỗi ngày mình cũng an lạc, mình cũng làm được việc tốt, chứ mình đâu có khổ gì đâu mà mình nặng nề quý vị. Vậy thì cái việc này ai mà không làm được? Ai mà không làm được cái việc mà chúng ta có thể an lạc để sống quý vị? Mà niệm Phật này là nó cho mình cái lợi ích hiện đời này luôn nè.
hiện đời này được lợi ích xác thực luôn đó. Chính những đức niệm Phật như đức thấy là lợi ích hiện đời xác thực luôn quý vị, rõ ràng luôn á. Nó nên mình đem câu Phật hiệu này mình giới thiệu là mình phải có một cái cảm giác mình niệm Phật, quý vị nhớ nè. Một cái người mà muốn hướng dẫn người ta niệm Phật mà người này không niệm Phật không bao giờ hướng dẫn được. Cái người này mà không dụng công tu, người này không bao giờ phiên người ta niệm Phật được. Nó phải có cảm giác. Thí dụ như những đức vua qua đây, những đức nằm bên kia, những đức niệm Phật vậy nè. Cứ những đức nằm, những đức niệm Phật, những đức ngồi, những đức niệm Phật, cứ đi niệm Phật, cứ làm gì đó. Rồi nó thư thái nội tâm mình, chứ đâu phải những đức nằm coi sách đâu. Niệm Phật á, những đức đâu có nằm coi sách dở gì đâu, những đức nằm niệm Phật không à. Mà chỉ có một câu Phật hiệu thôi, những đức cứ niệm gì mà nó có được một cái hương vị niệm Phật trong đó đó. Thì nó có cái hương vị đó, mình đem cái hương vị mình chia sẻ nó được. Còn nếu như mà mình không niệm Phật thì mình lấy văn tự. Toàn bộ là mình lấy văn tự kinh giáo hoặc là lấy văn tự của lời chư tổ. Mình đọc nguyên văn mà cái đó là của các ngài. Vì phải nhớ là văn tự của chư tổ sư kinh giáo là để chúng ta làm tấm gương để mà hành theo, để nó có lợi ích. Là khi mình hành theo mình có cái lợi ích thì lúc đó cái cảm giác của văn tự mình mới có cái cảm giác của mình. Còn nếu như hoàn toàn mình lấy văn tự của người ta mà mình không tu, mà mình nói là toàn bộ là văn tự có nói giao chú cỡ nào, thì văn tự này vẫn là của người ta, chứ không đâu phải của mình đâu. Phải nhớ đó. Nên Phật Pháp dạy chúng ta là phải hành trì, nó mới có được cái cảm giác. Mà có được cảm giác rồi nó sanh ra cái pháp vị. Mà trong cái pháp vị đó đó thì quý vị mới phát triển được cái văn tự mà chính mình có cảm giác, mình nói ra nó có hồn. Nói Phật Pháp nó không có khô khan vô vị, hiểu không? Đó, nên phải tu, phải niệm Phật kìa. Mà câu Phật hiệu này hay là nó giúp cho mình cái sửa đổi lỗi lầm. Nó giúp cho mình cái sửa đổi lỗi lầm từ từ mà. Mình càng niệm Phật, mình càng thích gì sao mình thấy rõ ràng. Là câu Phật hiệu này mình niệm mình sửa đổi lỗi lầm được. Niệm từ từ rồi cái tham sân si mình giảm tối đa. Niệm từ từ rồi con người mình thấy nó đầy đủ, thấy nó cảm thấy rằng là trong cái hoàn cảnh nào mình cũng cảm thấy mình vui vì mình biết niệm Phật, quý vị à. Và mình có một phương hướng mình đi, mình có phương hướng tốt đẹp mình đi, nên mình cảm thấy mình vui, mình an tâm mình sống. Mình không có nặng nề với cái cuộc đời này, mình không có lo sợ cái chết của ngày mai, cái đói của ngày mai. Mà mình rất là nhiệt tình đối với cái cuộc sống này. Mà mình sống rất là nhẹ nhàng vì mình không bị cái cuộc sống này buộc ràng nên mình không có khổ. Chỉ có một câu Phật hiệu thôi giúp chúng ta giác ngộ. Giác ngộ để nhìn nhận được cái cõi đời này là giả tạm không thật. Thân này một ngày nào cũng chết đi. Nên từ nơi đó mà chúng ta cái cảm giác cái cuộc sống này mình thấy có hương vị lắm. Còn nếu như chúng ta luôn luôn là nặng nề với danh và tiền bạc vật chất, sợ thua xúc người ta, còn có rồi thì sợ bị mất mát, vì thì cả đời con người mình nó cứ khổ trong vật chất, không có ngày nào vui đâu quý vị à. Có những người lúc người ta nghèo mà người ta còn vui hơn khi người ta giàu nữa. Lúc nghèo sống bình yên vô sự, sống đơn giản bình dị. Nhưng khi giàu rồi nhìn xa nhìn cao quá, cuối cùng ngày nào cũng là những ngày bận tâm lo âu và sống quên đi chính mình, sống không thật. Từ nơi đó mà con người có khi còn khổ hơn. Nên chính những đức thấy rằng 11 năm nay học Phật được cái lợi ích lớn nhất là những đức mỗi ngày sống cảm thấy biết đủ lắm quý vị. Sống biết đủ lắm, sống rất là vui quý vị à. Đây là niềm vui thật sự có được từ cái chỗ niệm Phật. Nên chư tổ sư nói rằng pháp môn niệm Phật này là pháp môn mà cứu khổ cứu nạn cho nhân sinh trong thời mạt pháp. Nhớ, cứu khổ cứu nạn cho nhân sinh trong thời mạt pháp là ngay pháp môn niệm Phật này nè, phải nhớ đó. Nên trước nhất là chúng ta phải có cái tâm kiên nhẫn niệm câu Phật hiệu, gọi là lão thật, nghe lời thật làm, y giáo phụng hành. Nghe lời ai? Chúng ta nghe lời quyền ký của Đức Thế Tôn. Ngài đã quyền ký rằng là thờ mạt pháp niệm Phật thanh tú. Chúng ta nghe lời Đức Thế Tôn. Bây giờ chúng ta suy nghĩ, Đức Thế Tôn khuyên chúng ta niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc, trong khi tận hư không khắp pháp giới này nhiều quốc độ của chư Phật, có những quốc độ đâu có thua thế giới cực lạc đâu, có những quốc độ rất đặc biệt không thua về thế giới cực lạc. Vì sao chúng ta không cầu sanh về cái quốc độ khác mà chúng ta chỉ có niệm Phật để cầu sanh về cái quốc độ cực lạc quý vị? Đức Thế Tôn biết những quốc độ khác cũng không có thua về thế giới cực lạc bao nhiêu, nhưng cái duyên của chúng ta nó không có cái duyên ở những cái quốc độ Phật khác, và những vị Phật khác không có duyên ở cõi ta bà này, vị nhớ. Rồi thêm một cái nữa là những cõi Phật khác quý vị muốn đến
là quý vị phải có bản lãnh đi đến cái chỗ đó. Thí dụ như quý vị muốn đi đây qua bên Mỹ thì quý vị phải tự, quý vị phải làm sao có đủ điều kiện đi qua bên đó, là tự lực phải đi qua đó, đúng không? Còn cái thế giới cực lạc là quý vị chỉ cần muốn về và chân thật lão thật niệm Phật vào trong lòng muốn về, thì Đức Phật A Di Đà Ngài đến để mà tiếp dẫn. Ngài đến tiếp dẫn. Còn những quốc độ Phật khác là quý vị phải có bản lãnh đi vào quốc độ đó, là tự lực phải có khả năng đi vào quốc độ đó. Còn thế giới cực lạc là Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện, là nguyện thứ 18 chỉ cần niệm danh hiệu Ngài, khi bỏ báo thân chỉ cần niệm từ 1 niệm đến 10 niệm thì Ngài đến tiếp dẫn. Ngài hứa Ngài đến tiếp dẫn. Nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ngài biết được trong thời mạt pháp này, với cái bản lãnh mà mình tự đi vào quốc độ của Phật thì không có ai bản lãnh này. Không phải là các pháp khác mà không giải thoát, nhưng mà các pháp khác chúng ta không đủ bản lãnh để đột phá, mà phải tự lực tu làm sao tiến đi vào cái quốc độ của Phật, nên chúng ta không đủ bản lãnh này. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nhìn được căn cơ chúng ta, nên Ngài khuyên chúng ta nên niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Là gì? Quý vị tí chí nguyện niệm Phật dù còn vọng niệm, nhưng mà nhờ cái nguyện của Phật nên dù là niệm Phật còn vọng niệm, chỉ cần tín nguyện thì người này vẫn được Phật A Di Đà đến tiếp dẫn về cực lạc. Thấy không? Đó, nguyên lý như vậy đó mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ngài phiên mình nên niệm Phật. Nên gọi là nghe lời là nghe lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thấy không? Thật làm, đã nghe lời rồi thì phải thật làm. Thật làm gì? Thật làm niệm Phật, thật làm hành trì theo lời Phật dạy, niệm có Phật hiệu này, y giáo phụng hành, nghe theo lời Đức Thế Tôn Ngài đã quyền kỳ. Vậy thì người này chắc chắn là thành công, đã niệm có Phật hiệu rồi nghe lời Phật, y giáo phụng hành, như vậy thì chắc chắn quý vị thành công chứ không nói gì chẳng á. Hiểu không? Còn nếu như trong lòng niệm Phật mà trong lòng còn nghi ngờ, không biết có thành tựu hay không này kia đâu, vậy thì từ cái tâm nghi này mà nó phá vỡ hết cái công phu niệm Phật của quý vị luôn đó. Nhớ nè, chúng ta ngồi trong đấy, quý vị phải nhớ nè, dù là mình niệm Phật mình còn nhiều vọng niệm vô cùng, nhưng mà quý vị đừng có lo, tại vì giảng sanh nó có thượng trung hạ. Bậc hạ của chúng ta nó không có hoàn toàn thanh tịnh tâm được mà nó còn vọng niệm. Chúng ta chỉ cần lão thật chân thật tín nguyện niệm Phật thôi là chúng ta thành công. Nhớ đó nghe. Như vậy là mình có phần, bậc thượng có phần, bậc trung có phần, bậc hạ của chúng ta có phần. Chúng ta chỉ cần chân thật niệm có Phật hiệu này thôi, tín nguyện kiên cố mà niệm, dù gặp cảnh ngộ gì đi chăng nữa cũng niệm Phật, dù gặp cảnh ngộ gì đi chăng nữa cũng phát nguyện cầu sanh cực lạc. Giữ cái tâm này nè, cái tâm này là cái tâm quan trọng nè, để mà tu Pháp môn Tịnh Độ nè. Nhớ nghe, một người này niệm Phật có giỏi cỡ nào nhưng nếu họ không phát tín nguyện kiên cố, người này niệm Phật chư tổ sư nói cũng không giảng sanh. Cái người giảng sanh là đi từ tín nguyện bước vào Pháp môn Tịnh Độ này, thì người này mới có thể thành tựu được. Nên Pháp môn Tịnh Độ này nó cần được bổ túc, nó cần được nghe và nó cần được bổ túc để mà phát tín nguyện cho kiên cố. Chứ nhiều người tu Tịnh Độ người ta bỏ cuộc đó quý vị. Nhiều người bỏ cuộc lắm á. Mình tu mà mình không bỏ cuộc là nhờ mình cứ bổ túc hoài. Nên những đức khuyên quý vị, mỗi buổi sáng khi tu xong cứ cố gắng làm sao trong ngày đó quý vị nghe được một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, nó có nửa tiếng. Còn buổi chiều là quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, nó nhắc hoài. Quý vị nhớ là cái cách này là cái cách mà nó giúp cho mình tín nguyện niệm Phật đó. Nó giúp cho quý vị siêng năng niệm Phật, nó không giải đại á. Rồi sáng tối dụng công tu, những thời khóa đưa ra rất là tiện, rất là gọn cho quý vị tu đó. Cứ cố gắng mà dụng công như vậy đi là chắc chắn là có kết quả liền. Nó cũng như đại lão hòa thượng ngài vừa mới mắc không, cả đời ngài đâu có chùa chiền gì đâu quý vị, đâu có chùa chiền gì đâu. Trời ơi, cái đám của ngài mà nhiều vị chủ trì phương trượng làm nhiều Phật sự lớn chưa chắc bằng đại lão hòa thượng chúng ta. Ngài nói mấy chục năm tu hành của tôi mới thấy một cái đám mà đưa một vị tăng đi mà gọi là một cái đám mà gọi là
vô cùng thanh tịnh mà chuyên nhất niệm Phật, đúng là tịnh độ chuyên nhất. À, chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả tử và chúng sanh, về tịnh độ. Mỗi tuần chủ nhật chúng ta tổ chức cộng tu, chư tăng ni và quý Phật tử khắp nơi về đây rất là đông, nên chúng ta nương vào cái đại chúng để mà mình tu hành, từ cầu an cầu siêu cho người thân mình đều có cái lợi ích rất là lớn. Mình đi về đây tu thì chư hương linh trong gia đình mình có những người mắc chưa siêu thoát, hoặc là dùng đất mình ở cũng có chư hương linh, hoặc là những người mang nghiệp phá thai, mình đi đến đây thì người ta cũng đi theo đến đây. Nên khi mà mình nghe Pháp, người ta cũng nghe Pháp, niệm Phật, người ta cũng niệm Phật. Khi ra ngoài cúng đi thực, người ta được hưởng tài thọ thực, người ta vui mừng lắm. Chùa mình từng nào cũng cúng đi thực rất là nhiều, nên chư hương linh người ta có một cái cảm giác người ta thích về đây. Nên khi quý vị về đây tu thì người ta thích về đây tu. Từ nơi cái tâm tu đó mà nó quá giải cái nghiệp chướng, là không còn hận thù, không còn trở ngại nhau. Lúc hiện tiền không trở ngại nhau thì khi cận tử nghiệp, người ta sẽ giúp mình niệm Phật để mà sanh về thế giới cực lạc. Này, chỗ này rất là thù thắng. Nên khi quý vị về đây mà nương vào toàn thể đại chúng này tu, cũng như nhiều người đang thắp lên ngọn đèn, tức khắc cái bóng sáng nó rất là sáng, ánh sáng rất là sáng, nên nó tiêu tan đi những cái vô minh tối tâm. Chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng. Nguyện cho quý vị luôn luôn có sức khỏe và gia đình luôn luôn hòa thuận, biết tu hành, biết niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện cầu siêu cho Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Huệ Thế Danh Nguyễn Văn Xem, hưởng thọ 98 tuổi, mất ngày mùng 2 tháng 11 2020 âm lịch. Và hương linh Lê Bá Hảo, mất tại nhà máy nhựa Vina Phạm Văn Trác, pháp danh Diệu Âm, mất ngày 15 tháng 9 2020. Và chúng ta nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, chư hương linh vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào thử nạn, thập nhị lỗi cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngạ kim tí như cung phượng nhẫn thiết từ cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhật thiệt, ngà đặng dự vật tự giai cộng tình vấn đạo, như đặng ngộ tình chung ngã kim tí như cung thập phương nhật thiệt ngộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhật thiệt, ngà đặng dự ngộ tình giai cộng tình vấn đạo, như đặng cô hồn chung ngã kim thi nhự cung thẩm phương nhẫn thiết hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cầm ư nhật thiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng tình vấn đạo, án mục lục lăng ta bà ha, án mục lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã nga nắng tam bà và việc nhẫn ra hồng, a ngã nga nắng tam bà và việc nhật ra hồng, tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa,
biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ngũ vị vô danh, nộ danh vô vị ơi, thai nhi vị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sanh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, 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 A Di Đà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà A Di Đà Phật, 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 A Di Đà A Di Đà Phật, 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 A Di Đà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ đình hộ pháp phát Bồ Đề Tâm, mua các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân súc sanh, quy tam bảo nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Ở các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đầu vô thị kiếp đến nay, do thân miệng ý phát sanh ra che mờ chân tâm bản tính, nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được cho vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy y Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh thầy mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh ra nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ, rồi chúng ta quy y niệm Phật những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ra nơi nào cũng được trí tuệ thông minh, và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ra nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh đề tịnh độ. Mời quý Phật tử chúng ta xuống chai đường để dùng cơm nha. Chúc quý vị luôn luôn an lạc và vui vẻ. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.